Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người, em là Hoàng Tình hàng bánh Nhật ạ. Vâng, hôm nay thì em có về thêm một số các cái món đồ nghề Nhật bãi các bác nhé. Vâng, hôm nay thì có chổi than, có một ít cái cục chì đi câu này, có thùng đồ nghề, dao cắt thuốc, xẻng, kéo cắt cành và một số các cái cây dao đi rừng và dao bếp các loại các bác nhé. Đó, liềm rồi thì cưa gọi là cưa lách và một số cái dụng cụ cờ lê xích, kìm kéo. Hôm nay thì hàng em xả kho các bác nhé. Hôm nay thì em lên mạng B, các bác vào chơi với em, cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh, em xin chân thành cảm ơn mọi người. Thì đầu tiên thì em sẽ lên cái chổi than này các bác. Thì cái chổi than này thì bữa em về được mấy ký ấy, nhưng mà bán lai dai thì hôm nay thì còn được cái này, em cân nó còn hơn nửa ký các bác nhé, nó còn là hơn nửa ký. Thì cái mã B1 này thì em bán là 180 này, nó hơn nửa ký các bác nhé, nó còn bao nhiêu đây thôi. Đó, B1 là 180 này các bác. Chổi than thì nó nhiều loại lắm, nó có to có nhỏ, nó linh tinh vậy này các bác này. Đấy. Đó, nó còn hơn nửa cân nữa là B1 là xả cho các bác mình là 180k này. Đó. Tiếp theo là cái B2. B2 thì bác hôm nay thấy được có một ít cái cục chì đi câu cá như này các bác. Đây có cái thì nó có chữ mộc triện của Nhật này, có chữ Fuji. Fuji ở đây, cũng có cái thì nó không có. Đấy, đây này. Đấy, cục còn khá đẹp nha các bác. Cái này kiểu như là người ta đi câu sông với cả các bác mà câu kiểu như câu săn cá lớn hay gì ấy, cục chỉ nó nặng lắm các bác, có cục nhỏ cũng có cục to, nó nặng lắm. Đây này, nó có được hình như 12 cục thì phải. Nó có đủ loại như thế này. Đủ loại như này. Đây. Đấy, nó khá nặng các bác. Nó 2 này, 4, 6, 8, 10, 12 cái. Thì cái B2 là 180k các bác nhé. B2 180 là 12 cái, tính ra một cái là bao nhiêu nhỉ? Một cái hình như có mười mấy nghìn. Mười mấy nghìn là B2 180. Tiếp theo là cái B3. B3 thì em về được cây dao cắt thuốc này. Cây này thì còn mới còn đẹp đây các bác nhé. Đấy, xi mạ nó còn màu xanh như thế này. Còn đây là cái lớp sơn màu đen người ta sơn bên ngoài các bác. Đây là lớp sơn màu đen người ta sơn bên ngoài. Lưỡi thì em cũng đã mài bén rồi. Đấy. Đó, lưỡi em mài bén rồi. Cây này thì nó còn khá là nguyên vẹn và khá là đẹp các bác nhé. Hàng tương đối mới. Tương đối mới, những cái lớp xi màu xanh đây. Cái này là chỉ muốn dính lớp sơn đen thôi. Cán của cây này còn chắc chắn này. Đấy, cán còn chắc chắn nguyên. Cây này rất là đẹp. Đó, chân cẳng này. Hàng này cũng ít sử dụng thôi. Thì cái B3 thì cái đây em đo chiều dài lưỡi. Cái chiều dài lưỡi sử dụng của cái này thì được 30. Còn về cái bản rộng của lưỡi ấy, thì sẽ được là 11 các bác nhá. Rộng 11. Tổng chiều dài thì sẽ được là khoảng 54 cm. 54. Thì cái B3 là 450k các bác nhé. Cây này rất là mới, cực kỳ mới luôn. Đấy, các bác mình có thể thấy nó không bị rỗ hay là nhăm rỗ gì đâu các bác. Đây, cái lưỡi còn đẹp lắm. Đẹp nguyên này. Hàng đợt này nó cũng ít hàng ấy, cho nên hàng mua vào giá nó cũng khá là cao. Đó. Cho nên cái cây này thì nó đẹp này, thành ra là em lấy vào cũng cao. Nên nhiều bác cứ bảo là bán đắt mới bán rẻ. Thì thực ra có bác nào mà đi bãi rồi thì các bác mới biết. Đấy, hỏi những cái cây này ấy, ở bãi người ta, nói chung nhiều khi có nhiều người ta bán hết cả 500-600. Chứ không phải là người ta cứ nghĩ là những cái này. Đấy, cho nên là nhiều khi nhặt cái này không lấy về thì không có hàng để like. Mà lấy về thì bán, nhiều bác lại bảo bán cao với cả bán thấp. Thì có bác nào mà đã từng đi bãi rồi ấy, rồi lấy hàng ra xong rồi ngồi tính tiền thì các bác mình mới biết được là nó bán đắt hay bán rẻ đấy. Thì B3 450. Tiếp theo là cái B4 này các bác. B4 thì hôm bữa về được hai cái thùng, lai trước thì bán hai cái thùng, thì lai này em bán một cái rồi thì còn một cái nữa. Thì cái này hôm nay anh xả cho các bác mình là nó chỉ có 280.000 thôi. 280.000 là cái thùng này. Thì ở bên trong này ấy, thì cái thùng này thì nó còn đẹp lắm. Thì các bác mình có thể mua về mình đựng đồ nghề các thứ này. Đáng là cái thùng này ấy, thì nó có một cái khay ở trong này này. Nhưng cái khay này bị mất, nó không còn cái khay nữa. Đấy. Còn bên trong thùng thì còn đẹp nguyên.
Đấy, nó cũng đẹp nguyên, chứ không có bị rỗ hay bục gì các bác nhé, và cũng không có bị là móp méo gì đâu. Đó, còn đẹp nguyên à. Cây này thì các bác mình về mình sơn đấy, các bác mình về mình, bác nào kỹ thì spa trà sơ rồi sơn lại một chút thôi là nó ok à. Còn xung quanh thì cũng tương đối đấy, của hãng Yosawa như thế này, nó có đấy đem mộc như thế, mặt trước mặt sau khá là đẹp. Thì cái chiều dài của cái thùng này thì là 45,5, còn về cái chiều cao thì sẽ được là khoảng 19 cm. Bản rộng thì là được khoảng 21 cm các bác nhé, rộng là 21, cũng khá là nặng. Cân cái thùng này nó khoảng độ ui nó 3,1 kg các bác nhé, 3,1 kg, cái thùng này 3,1 kg. Đó, thì cái B4 là 280.000 này. Tiếp theo là cái B5. Đây. B5 thì 200k. Thì cái B5 này là một cây kéo, nó là một cái cây để các bác mình cắt trái cây này. Cây này thì lưỡi em vẫn để nguyên vì cái lưỡi này nó cũng không có bị bể hay bị mẻ các bác nhé. Đó, nó không bể, không mẻ gì hết. Cây này dùng kiểu cắt trái cây ở trên cao ấy. Ở dưới tay cầm của nó thì đây hình thức dưới tay cầm này. Đấy, cây này ở đây thì có một cái khóa như này các bác nhé. Đó, khi mình gạt cái khóa này ra là mình xài thôi. Đó, lò xo lẫy rất ok. Đây, lưỡi của nó này. Đó. Thì cái này ấy, kiểu như người ta cắt trái cây, cắt cành như kiểu cắt ổi hoặc trái cây ở trên cao này. Đấy, tất cả phụ kiện đi kèm theo nó còn nguyên này. Ốc ác này. Đấy, không, lưỡi thì ok nhé. Đó, đây là kiểu cái vết dỉ ấy, chứ không có bị nhăm hay bị mẻ gì các bác nhé. Còn rất là đẹp. À, cái cây này thì cái phần cán này này nó sẽ là bằng nhôm, nhưng mà có một vài thỉnh thoảng có một vài cái vết như thế này đấy, chứ còn nó thì cũng thẳng thôi đây các bác. Đó, nó thẳng đấy, không có bị cong vênh hay gì các bác nhé. Đó, thẳng à, nó không bị cong vênh gì đâu. Thì cái này nó bị một vài vết đây nhé các bác nhé. Đó, nó có một vết móp này, kiểu để trong bao hàng thì những cái cây này kiểu ống như này mà cứ sắt sủng nhiều nó đè vào ấy, cho nên không tránh được cái tình trạng bị như thế này, nên nó không tránh được. Nó thì có 200.000 thôi, chứ cây này mà đẹp thì nó cũng khá là cao tiền. Thì về cái chiều dài của cái cây này thì nó được 1 mét các bác nhé, vừa 1 mét luôn. Lưỡi, quan trọng là cái lưỡi này, nó rất là đẹp. Nó hơi hở nhẹ một chút các bác nhé, nhưng mà để mà cắt ví dụ cắt cành ở trên cao hay là mình cắt trái cây ấy, cắt trái cây xong nó có hai cái này này, nó bóp nó kẹp như thế này, kiểu như mình giữ cái trái cây lại ấy. Đấy, giữ cái trái cây lại. Đó, thì bác nào phù hợp thì mình mua về mình xài. Thì cái B5 là 200, nó dài 1 mét. Tiếp theo là B6. B6 thì nay em về được một cây kéo con cua. Đây, kéo tỉa hàng rào của hãng con cua này. Lưỡi thì đã được mài bén rồi. Đấy, vệ sinh sạch sẽ các bác nhé. Đấy, hình thức thì lưỡi này, nó còn rất là đẹp. Đó, đây có logo hình con cua ở chỗ con ốc của nó đây, một cây kéo hệ kéo hãng nha các bác nhé. Lưỡi nó đây. Cây này thì về các bác mình mùa mưa cũng đến rồi, bác ở trong miền Nam mình là mùa mưa là đến rồi đấy, thì các bác mình có thể mua về để mình xử lý cái cây cảnh hàng rào đồ các thứ đấy. Về cái phần cán của cái cây này thì còn đẹp này, không có bị mục mại gì các bác nhé, chất gỗ thì còn rất là cứng. Thì cái này ấy, thì do để ở bãi ấy, là kiểu mưa nắng thì nó rồi thì dầu mỡ này nó đen ấy, thì nó có bị ngấm vào trong cái phần thân gỗ này, nhưng mà cái cán gỗ này thì cái dòng chất gỗ này rất là chắc các bác nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về cái chiều dài lưỡi sử dụng của cây kéo này thì nó sẽ được là 16 cm. Về tổng chiều dài thì được là 68,5 cm các bác nhé, 68,5 cm. Những cái cây kéo này trước kia ấy, thì cái giá của nó thì bình thường nó tầm 300 hoặc hơn 300 một cây, nếu mà kéo con cua như thế này đấy. Thì nay em xả cho các bác mình nó chỉ còn 200.000 thôi, 200.000 đấy, 200.000 là B6 là 200. Tiếp theo là mã B7 này. B7 thì em cũng lên một cái cây kéo tỉa hàng rào nữa, cây này cũng là một cây kéo hãng các bác nhé. Đây, cái này thì em quên cái tên cái hãng nó rồi, nhưng mà những cái cây kéo mà ở ốc ấy, có mộc triện như thế này là một cây dòng kéo hãng, kéo xịn đấy các bác. Đó, thì hình thức của nó đây, không bị nhăm rỗ gì. Phần lưỡi trong cũng vậy này, đây còn sáng o à, nó còn sáng o nhé các bác. Đây không có mài nhé,
là cái này em chỉ đánh bóng, tức là đánh những cái rỉ mụn ấy. Nó rỉ mụn như này này. Đây này, nó có một vài vết mụn như thế này các bác này. Đấy, kiểu như ba dớ nó bám lâu ngày ấy, nó tạo ra cái vết mụn như thế này. Thì mình đánh cho nó sáng, đánh rỉ cho nó sáng lưỡi. Còn cái này ấy thì dòng kiểu kéo thì mình chỉ mài một mặt này thôi. Đấy, mài một mặt này. Và em cũng đã test thử cắt rất là ok. Còn về phần cán của cái cây này này, đó, cái cán thì ngày trước người ta có sơn là một bên là sơn trắng và một bên là sơn màu đỏ. Đó, nhưng mà kiểu hàng để lâu ngày ấy thì em cũng đánh sơ cái cán này đi thì nhìn cho nó kiểu nó đồng bộ và nó đẹp hơn ấy. Mình vệ sinh như thế thì nó đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn. Các bác mình mua về thì mình không phải vệ sinh nữa. Đó, với cả có đánh ra thì mình mới kiểm tra được là cái cán này có bị nứt vỡ gì không. Như này, nó khi mà đánh ra như này thì mình thấy là nó nguyên vẹn này, với cả cái chất gỗ là nó còn cứng và tốt. Đó, thì các bác mình về cứ vậy mà dùng thôi, thoải mái. Còn như là ốc chốt này rất là chắc chắn nhá, không có bị lỏng lẻo gì đâu. Về chiều dài lưỡi sử dụng ấy, thì cái cây kéo này nó sẽ được là lưỡi là được 15 cm chiều dài. Còn tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 66 cm, 66. Đó. Còn rất đẹp đấy các bác. Thì cái B7 là 200k này, B7 200. Và tiếp theo là B8 này. B8 thì một cây kéo, kéo này là kéo cắt cành. Đó, cái dòng lưỡi này dự lưỡi kéo cắt cành đấy các bác nhé. Đó, lưỡi này thì nó là dòng hai lớp thép. Đây các bác mình, cái lớp thép ghép của nó đây. Đó. Cái này thì các bác mình có thể dùng để cắt những cái cành cây mà nó có thể to như kiểu là ngón chân cái ấy. Hoặc là đây, ví dụ em đưa vào như cái cán kéo này chẳng hạn này. Đấy. Cắt ok các bác, tức là cái miệng lưỡi cắt này rất là rộng, rất là to, và cái bản lưỡi nó cũng to nữa. Và cái lưỡi này rất là dày này các bác. Lưỡi rất là dày. Nó để phù hợp cho các bác mình có thể cắt được cái cành to. Còn lưỡi này thì em gọi là chỉ gọi là lướt nhẹ qua cái nhám sơ thôi, là để cho nó bén thêm một chút, chứ không, cũng không có mài kỹ hay gì đâu các bác. Đó, lưỡi thì nó gần như nguyên vẹn này các bác, khi cắt xuống này. Đó, nó ăn bám sát cái bụng nó đây các bác. Đó, thì cái phần lưỡi còn rất là nhiều nhé. Còn đây là cái Vân Harmon thì cái lớp thép ghép ấy, lớp thép ghép ấy. Đó. Còn về phần cán của cây này đây các bác mình có thể thấy này, chất gỗ rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn, và cầm cây này rất là nặng. Cây này thì nó nặng được là 1,1 kg nha các bác. 1,1 kg. Đó. Cái chất gỗ thì bao chắc cho các bác mình luôn, không có bị nứt vỡ hay là bị mục mại gì đâu. Còn rất là đẹp. Đó. Thì cái này thì về em sẽ đo là tổng chiều dài thôi. Tổng chiều dài là 61 cm. Còn cái miệng kéo thì em cũng đã đưa vào như này thì các bác mình có thể là ướm được rồi đúng không? Đó, nó hơn cái ngón chân cái mình ấy. Những cái cành thì thường cành tươi thì các bác mình cắt sấn nhẹ cái một. Đấy. Có những nhiều cái cành to thì có những cái kéo cắt cành thì các bác mà muốn cắt ấy thì có thể dùng dao, dùng cưa. Nhưng mà cũng có nhiều cái cành ấy thì mình sử dụng cái cây kéo này nếu mà cắt nhiều chẳng hạn thế. Đó. Thì cái B8 cũng 200k. Tiếp theo là cái B9. B9 thì em lên một cái cây xẻng đa năng. Đây, cây xẻng đa năng. Cây này thì vừa làm xẻng vừa làm cuốc. Đây là cái hãng mộc này. Còn về phần lưỡi của cái này ấy, thì nó cũng còn tương đối đẹp. Ở phần đầu lưỡi thì nó bị nhăm nhẹ một chút như thế này. Đấy, nó có một vết nhăm nhẹ như này thôi. Nó chỉ một vết đó thôi. Còn đâu hoàn toàn thì nó vẫn còn là ok các bác nhé. Một tí này thì nó không ảnh hưởng gì. Còn về cái thép này thì nó rất là dày. Và đặc biệt thép của Nhật thì các bác biết là nó rất là cứng. Nó dày được gần 2 ly này các bác. Cái lưỡi không đã dày gần 2 ly rồi. Đó. Cán của cây này thì cũng còn chắc chắn này, zin nguyên. Zin nguyên. Tuy nhiên hàng thì nó kiểu cũng hàng gọi là hàng cũ, ở để bãi lâu ngày ấy thì nó không thể được long lanh được. Còn những cái cây đẹp thì giá nó lại cao. Nếu các bác mình thấy phù hợp thì mình mua về mình xài. Cây này du lịch dã ngoại hoặc là xài gia đình. Có một đầu cuốc đất cứng này và một cái lưỡi để vừa cuốc đất vừa làm xẻng xúc. Đó. Về cái chiều rộng, bản rộng của lưỡi sử dụng thì sẽ được là hơn 14 cm một chút này. Về cái chiều dài lưỡi sử dụng thì sẽ được 19. Còn về tổng chiều dài lưỡi cán ấy, thì là được 64 cm. 64. Đó, 64. Thì cái B9 là 200k các bác. B9. Tiếp theo là mã B10. B10 thì em lên một cái cây cây quốc chim. Hôm bữa này lên 3 cây thì bán được 2 cây rồi. Nay còn cây nữa thì em xả nốt cho các bác mình. Cây này cũng có 170.000 thôi, 170.000.
Cây này thì là dòng quốc chim của hãng con chuột chuồn này, có logo con chuột chuồn ở đây, chuyện rất là sâu. Về tổng quan thì cây này cũng là hàng đã xài rồi. Đấy, cái đầu mũi ở đây. Tuy nhiên những cái dòng này thép nó cứng lắm, các bác mình về đất đá đồ này kia các bác mình bơm chặt là bổ thoải mái nhé. Đấy, lưỡi của nó này không bị nứt nát gì các bác nhé. Về cân nặng ấy thì nó được là 1,5 kg nha các bác. Cân nặng là 1,5 kg. Về cái bản rộng của lưỡi thì sẽ được là 7 cm này. Lưỡi rộng 7 cm. Còn về chiều dài thì sẽ được 44 cm. 44 cm, rất là dày dặn. Đó. Thì cái mã B10 có giá là 170k các bác. Đó, hôm nay dọn kho chuẩn bị em chuyển chuyển bãi ấy. Đó. Đấy, B10 170. Tiếp theo là B11. Đây B11 thì cây này có giá 100k. Thì cái cây này nó là một cái cây kiểu như là khoan rùi xong mình khoét lỗ thì đấy, sử dụng vào việc gì thì em không có rảnh nhé. Có thể khoét gỗ hoặc là meca hay mủ nhựa gì đó. Có một đầu nhọn và hai cái lưỡi bén như thế này. Rất là bén nha các bác. Còn rất là bén. Và ở trên cái này thì có mộc này. Nó có mộc. Đây. Có cái mộc nhưng tuy nhiên hơi mờ các bác. Tại vì nó bị sét đấy. Đánh ra thì nó đã bị mờ cái chữ rồi. Cái khâu của nó thì bằng đồng này. Còn rất là sáng. Và cái khâu khá là dày đấy các bác nhé. Khâu khá là dày. Cán thì còn chắc chắn này, ở phần đuôi cán thì nó hơi vỡ nhẹ một chút như này. Cán thì cũng còn chắc chắn. Cái này thì cái cán em chưa có đánh bóng vệ sinh ấy, nhưng mà chất gỗ đây các bác. Đấy. Nó rất là còn rất là chắc và nó không có bị mục gì các bác nhé, không bị mục gì đâu, còn rất là chắc. Về cái chiều dài của cái cây này thì em đo nó được là 51 cm, tổng thể là 51 cm. Thì cái B11 là 100k các bác, B11 100k. Tiếp theo là cái B12. B12 em lên một cái lưỡi cuốc này của hãng con voi. Nó vẫn còn nguyên màu sơn như thế này. Màu sơn thì nó sơn màu đỏ, tuy nhiên nó hơi bạc nhẹ một chút rồi. Đó, lưỡi thì cũng chưa được sử dụng nhiều đâu. Lưỡi này thì cũng còn tương đối chưa được sử dụng nhiều. Cái này thì 80.000 thôi các bác. 80.000. Các bác mình về tra cán mình xài. Có logo hình con voi đây các bác nhé. Và hãng con voi. Về cái bản rộng lưỡi sử dụng sẽ được 8,5. Chiều dài lưỡi sử dụng thì là được 12. Cái này các bác mình chủ yếu làm vườn nhỏ nhỏ ấy. Rau dợ thì cấy rau cái hành các thứ này. Đấy, mình làm cái cán nhẹ vào đây là mình xài. Các bác mà mua một sản phẩm ấy thì cái phí ship thì nó sẽ là 20k. Còn các bác mà mua hai sản phẩm là em bao ship. Đó. Thì cái B12 là 80k các bác nhé. Còn tất cả các mặt hàng mà cứ đơn từ 300 thì em sẽ bao ship các bác. Đơn từ 300 là em sẽ bao ship. Tiếp theo là cái B13. B13 thì có 180 thôi. Là lên em lên cho các bác mình một cái cây. Cây này người ta dùng để đẽo gỗ này. Đấy. Trước kia thì em không có rành thì cứ tưởng dùng để bơm chặt rễ cây gì cơ. Nhưng mà cầm nó như một cái cuốc như thế này. Cái này cũng có thể dùng để kiểu như mình cuốc đất. Nhưng mà cái này em thấy cuốc đất thì nó không hợp bằng cái cuốc. Cái cán thì nó hơi cong cong như này. Người ta dùng để vạc cái cây ấy. Vạc cây thì phải. Đó. Thì bác nào có thể mua về sử dụng hoặc là sưu tầm. Lấy cái lưỡi này này. Thì ai sử dụng thì tùy theo cái mục đích mà cảm thấy phù hợp thì mình xài. Còn cái lưỡi này thì mộc triện chữ đầy đủ này. Và nó là 3 lớp thép các bác nhé. Đấy. Hàng 3 lớp thép này. Vân thép nó đây. Tức là cái dòng lưỡi này nó cũng rèn thủ công này. Nó rất là sắc bén các bác nhé. Cực kỳ sắc bén. Thì về cái bản rộng thì sẽ được 10 cm này. Chiều dài của lưỡi sử dụng thì được 7 cm. Còn về chiều dài của cái cán này sẽ được là 60 cm các bác. Đó, người ta có cuốn cái dây kiểu như cái dây mây đây này các bác. Đó, cái cán thì tương đối. Ở đây thì kiểu như người ta nắn ép kiểu như người ta gò ấy. Người ta gò để ấy xuống thì ở phần này nó bị vỡ ở đây các bác nhé. Người ta gò những cái cây này nó rất là chắc và nó có một cái độ dai nhất định các bác nhé. Cái độ dẻo dai ấy, cái cây này này. Đó, nó rất là dai và cái chất gỗ của nó không phải là mềm đâu các bác. Không phải mềm đâu. Người ta làm cái cán này người ta phải lựa chọn cái cây đấy. Thì hình như là chỉ có cái cây này này nó mới làm cái dòng cán này cho cái này thôi. Chứ còn ngoài ra cây khác là không uốn được như này các bác nhé. Thì em nghĩ là như thế. Cho nên là thường những cái cây này em bán khá là nhiều rồi nhưng mà để mà
những cái cây này người ta toàn dùng cái chất liệu gỗ này thôi. Cái cây này này, cái này nó không phải là một cái cây xẻ ra đâu, mà là tức là cây người ta chặt cái cây đó chỉ vừa vừa ấy, cứ vừa cái nó tầm này thì người ta mới làm này. Đó. Còn cái cây tên thì em chịu đấy. Thì cái B13 là 180 các bác. Tiếp theo là cái B14 thì em có lên một cái cặp, cái này gọi là cặp tăng cáp à. Không phải. Chưa đến B14. Đâu nhỉ? À đây. B14 thì em lên một cái cây mình để uốn ống nhá. Cây này thì hàng của Mỹ, này. Chicago USA. Đó. Nó có các cái dòng chữ số như thế này. Cây này thì nó cũng còn tương đối, cán củng này kia còn đẹp nguyên này. Cái phần tay cầm thì bằng nhựa như này, nó cũng không có bị nứt vỡ gì các bác nhé. Nó đẹp nguyên này. Thì cái cây này là B14 có 250.000 thôi. Mà cái cây này size rất là lớn. Cân nặng của cái cây này ấy, thì nó đã nặng là 1,6 kg này. 1,6 kg này. Còn ở đất trên này thì có các cái thông số kiểu như ống để mình uốn ấy. Đây, họ sẽ sử dụng như thế này các bác. Đó. Ví dụ nha, đâu nhỉ, em cầm. Đây, họ dùng uốn như thế này này. Đó. Để dùng để uốn ống ấy. Thì bác nào thấy phù hợp thì có thể mua về xài hoặc sưu tầm. Thì cái B14 này có giá là 250k. Tiếp theo là B15. B15 thì em có một lên một cái cây. Cây này giống như kiểu là dùng để bóp cái, bóp những cái đầu nối chì của dây điện hay gì thì em không có rõ. Nhưng mà ở đây cây này kiểu như chuyên cho cái ngành về điện lực hay sao. Đấy, chuyên cho về điện lực. Ở đây thì cũng có logo Mộc Triện này. Đấy, tay cầm thì bằng gỗ. Cái cán gỗ thì rất là chắc. Và cái cây này cũng khá là nặng. Nó nặng, cây này thì nó nặng được là khoảng 2,9 kg. 2,9 kg. Rất là nặng các bác nhé. Ở đây người ta có bọc mủ này. Đấy, phần ở phần đầu của nó đây. Rất là đẹp đây các bác nhé. Khi mở ra sẽ như thế này. Đó, khi ép vào này. Đó. Thì các bác mình có thể thấy phù hợp mình mua về mình xài hoặc sưu tầm này. B15 là 500. Chả biết dùng cái gì nhưng mua cây này khá là đắt. Tại thấy nó là lạ thì mua vào. Nhưng mà khá là đắt. Tiếp theo là đây. Lại nhầm. Tiếp theo là B16. Đây, B16 thì em lên một cái bay. Này cái này xả cho bác mình luôn, 50k thôi. 50k. Thì cái bay này nó còn khá là mới đây các bác. Logo tem mác này. Đó, chữ Nhật đầy đủ đây. Hàng chưa xài nhé các bác nhé. Ở đây nó vẫn còn dính cái lớp kiểu như người ta xịt vào lớp keo ấy. Đó, nó còn nguyên lớp keo để bảo vệ cái mặt thép nó khỏi bị sét này. Nó mặt trên mặt dưới nó đang còn keo như vậy. Đó, thì hình thức của nó như này các bác nhé. Nó đẹp nguyên, hàng chưa qua sử dụng này. Thì cái bản rộng thì sẽ được 8 cm. Bản rộng là 8 cm này. Còn về chiều dài thì được 24 cm. 24 cm. Kiểu như bay. Cái này dùng để xoa hay miết gì đó. Thì bác nào làm bên ngành thợ xây phụ hồ đồ, làm hồ đồ các thứ ấy, thì khả năng này các bác mình thấy phù hợp mình mua về xài hoặc xài gia đình cũng được. B16 là 50k. Tiếp theo là B17. B17 thì có giá là 130k. Thì B17 là em lên một cây búa cao su. Đấy, ở cây này thì mới chưa qua sử dụng này. Đó. Còn rất là đẹp đây các bác nhé. Không bị vỡ nứt gì luôn. Cái cán này còn đẹp nguyên này. Đuôi có dây như này. Trên thân cán thì có tem mác này. Có chữ Nhật đầy đủ ở đây. Đó. Tem mác này đầy đủ. Về cái đường kính của cái búa cao su này sẽ được là khoảng 5,8 cm. Cao thì là được 9,5. Và chiều dài cán cây này thì được là 29 cm. 29. Cân nặng của cây búa này thì sẽ được là 600g các bác. Nó nặng là 600g. Thì B17 là 130k. Tiếp theo là B18. B18 thì em lên 3 cái cây như thế này. 3 cây như này, một cây khui bia này, một cây kẹp và bóp kiểu như cua biển ấy, cái càng cua biển này. Và thêm một cây khui bia như này nữa. Đó, thì 3 cây này có giá là 150k. Cây này thì ở dưới này có chữ Made in Japan. Có thể mình sử dụng, mua để sử dụng trong gia đình khá ok. Thế này thì cả mình mua về xài hoặc sưu tầm cũng vẫn được. Nó khá là đẹp các bác nhé. Cái cây này thì dày dặn đẹp lắm. Đó. Thì cái B18 này là 150k. B18.
Tiếp theo là B19. B19 thì em lên một cái cặp và tăng dây cáp. Cặp này thì khá là to. Nguyên cái cặp này á, thì đây ở trên này có logo của hãng Condo này, Condo. Cây này cũng vậy này. Cây này cũng có chữ Condo này. Đó, nguyên cặp thì cái size nó bằng nhau đây các bác nhé. Này, cặp này size bằng nhau, nó có một cây cũ và một cây mới. Còn cái chất thép của cái này thì, nhưng mà hai cây thì lại khác nhau ở một điểm là cái cây này có đầu móc tròn như luôn như này và một đầu móc, và cái cây này thì có hai đầu móc. Về cân nặng của hai cái cây này ấy, thì nó tới 2,2 kg, nặng 2,2 kg, nó rất là nặng. Đó, rất là nặng. Thì các bác mình cần tăng cáp mà cáp lớn chẳng hạn thế. Mình tăng cột những cái cáp lớn hay gì đấy thì có thể mua về mình xài. Đó. Cái gen rủng cây này thì còn đẹp nguyên các bác nhá, nó không bị cấn hay bị dập bất cứ một chỗ nào đâu, còn đẹp nguyên này. Đó, thì cái B19 là 250k, B19. Tiếp theo là cái B20. Đây B20. B20 thì 100k. B20 100k là cái cây khoét, dùng để khoét gỗ hay khoét nhựa meca đồ các thứ, alu đồ các thứ này. Đấy, form alu. Thì cây này cũng có tên hãng là cái gì đây, Kanzawa này. Đó, hàng chuẩn Nhật đây các bác nhé. Ở đây thì có một cái kiểu như họ làm cái số kiểu như thước ly ấy, mình có làm theo cữ ấy. Cái lưỡi thì cũng còn đẹp nguyên, không có bị sứt mẻ gì. Đó, nó có một đầu mũi nhọn như thế này thì các bác mình thấy phù hợp mình mua về xài. Còn cái này sử dụng thì cũng đơn giản thôi, cái này kiểu gen ngược cái sao đây, mở ra như thế này rồi đưa ra đưa vào tùy theo cái lỗ lớn nhỏ. Ví dụ các bác mình bắt đèn trần chẳng hạn thế mà cần khoan một cái lỗ ấy, thì đưa cái này vào cái tâm, xong rồi tùy theo cái kích cỡ của cái đèn trần ấy là mình khoan lên thạch cao hay gì đấy để mình kiểu khoét lỗ và nó gọn và nó đẹp các bác nhé, nó gọn và nó đẹp đấy. Thì có một đầu để bắt vào mũi khoan này. Đó, thì bác nào thấy phù hợp thì mình mua về mình xài. Còn đẹp nguyên các bác nhé, không sứt mẻ gì. Thì cái B20 thì nó sẽ là 100k. Tiếp theo cái B21. Đây, B21 là 130. Cái B21 này thì nó lại cũng cái dòng nó, nhưng cái dòng này thì có một mũi khoan gỗ như thế này. Đấy, nó dùng để khoan gỗ. Có một đầu khoan gỗ và có hai cái lưỡi mũi khoét, hai mũi khoét hình tam giác như vậy. Tức là các bác mình có thể đây dùng. Đó. Và ở đây là cái này thì họ sẽ điều chỉnh bằng cái ốc lục giác các bác nhé. Cái này là em tháo, em vặn cái ốc lục giác ra rồi là để tức là để di chuyển như này này, thì để quay cho nó rõ nét hơn ấy. Thì các bác mình khi mua về thì các bác mình tùy theo cái lỗ lớn bé để các bác mình khoét ấy, thì mình tùy chỉnh thì mình có thể rút ra rút vào. Thì vừa cái kích cỡ là mình lấy cái lục giác mình vặn nó siết nó vào là nó cứng các bác nhé. Đấy, thì cái B21 này thì là 130k. Cái này thì có thể khoét được những cái lỗ nó rất là lớn. Tại vì cái này này, đặc biệt của nó thì như cái đây, cái này thì đây các bác này, cái đường kính mà khoét rất là lớn, rất là lớn, nó có thể được tới mười mấy. Thì cái B21 này có giá là 130. Tiếp theo là B22. B22 thì có giá là 50k. Em lên một cái cặp mà cũng là dùng để cặp tăng đưa dây cáp, nhưng cái cặp này nó nhỏ, cặp này nó nhỏ nhé, nhỏ thôi. Cái này có thể tăng đưa khoảng cáp 5 ly, cáp 5 ly, nó nhỏ. Đó, hai cái cây này nó nhẹ thôi, nó được 300 gram. Thì hai cây này là 50k các bác nhé, hai cây B22, B20, 21, B22 là 50k. Tiếp theo là B23. B23 là có giá là 150k cho hai cây kéo hồ lô. B23 150k cho hai cây kéo hồ lô như vậy. Đó, rất là đẹp này các bác này. Có hình hồ, một cái hồ lô ở đây này. Nó và có hình mặt cười. À, lưỡi kéo thì cũng đã vệ sinh và mài bén. Ở phần lưỡi thì hơi nhăm nhẹ một chút xíu thôi. Tuy nhiên thì cắt gọt thì cũng còn rất là ok nhé các bác. Này, lại quên cái không mang giấy ở đây để cắt test cho các bác mình được. Đây. Đó. Cắt củng nó ok này các bác này. Đấy.
cắt ngọt ngào ngon, vẫn ngon lắm. Đây các bác nhé, một cây. Tiếp theo cây thứ hai này, tính nhà có mấy chục nghìn cây thôi. Đây các bác có thể sử dụng cắt giấy hoặc cắt ớt đồ. Cái dòng này thì để mà sử dụng trong bếp ấy, thì tức là cái chất liệu thép này nó cũng là dòng có kháng rỉ các bác nhé, nó có kháng rỉ. Cái này ấy thì do để bãi lâu ấy thì nó vẫn sẽ bị ám ố vào chứ nó không tránh được. Còn cái đây này, lưỡi của nó còn sáng và đẹp này các bác. Đấy, lưỡi còn sáng đẹp này. Tất cả đều sử dụng bình thường hết các bác nhé, sử dụng bình thường hết. Đó, hai cây 150k. Về cái đây em đo một cây, chiều dài lưỡi sử dụng thì được 7 cm, còn về tổng chiều dài là được hơn 20 cm, hơn 20 cm. Thì về cái B23 là 150k cho hai cây, tính nhà cũng 70.000. 75.000 một cây cũng rẻ. B23. Tiếp theo là B24 thì em lên một cái cặp kéo đây. Một cặp kéo như thế này thì cái cây này thì cứ 100k một cây các bác nhé. Thì hôm bữa em lên 4 cây nhưng mà nay còn 2 cây thôi. Nó có một cái cây thì có đây, một cây thì có mộc truyện chữ này. Mộc truyện chữ. Lưỡi kéo thì còn rất là đẹp. Đó, lưỡi kéo rất là đẹp, rất là sáng. Đấy, cũng hai lớp thép này. Hai lớp thép đây các bác nhé. Lưỡi kéo còn khít này. Đó, còn khá là khít nha các bác. Dùng để cái này gọi kéo bướm. Kéo bướm. Bấm cắt tỉa gì đó. Một cây, và cây thứ hai cũng vậy này. Cây này cũng là hai lớp thép này các bác. Nó là dòng hai lớp thép nhưng cây này không chuyển chữ. Nhưng mà đặc biệt cây này thì cái lớp xi mạ này còn rất là mới. Cây này thì còn rất là mới. Nó lưỡi kéo thì còn gần như là nguyên vẹn này. Gần như nguyên vẹn luôn. Hàng giống như còn gần như chưa qua sử dụng ấy. Về cái chiều dài, chiều dài lưỡi sử dụng của cây này sẽ được 6 cm, tổng chiều dài là 19. Còn cái cây thứ hai là được 6 cm, tổng chiều dài cũng được 19 này. Nó cũng đều đều nhau. Thì 100k một cây các bác nhé. B24 là 100k một cây. Tiếp theo là B25 thì em lên một cái cây kéo cắt cành. Cây kéo cắt cành, cây này thì có giá 250k thôi. Đó, còn rất là đẹp này. Có tên hãng ở đây. Cây này với cái cây này với cái cây này như cùng hãng ra đây này. Em thấy cái mộc chuyện đây đây đây. Đây, hai cây này này, nó cùng hãng với nhau. Đó, cái mộc truyện y nhau này các bác này. Mộc truyện chữ y nhau, hai cây cùng hãng với nhau. Tức là một cái hãng khá nổi tiếng các bác nhé. Hãng khá nổi tiếng. Còn lưỡi kéo thì cây này lưỡi kéo thì còn sắc bén này, lưỡi kéo còn đẹp nguyên. Đây, cái lưỡi không có bị nhăm hay bị mẻ rỗ gì đâu các bác. Đó, lưỡi còn đẹp nguyên. Đấy, mặt trước mặt sau nó đây. Đó, cây này ở đây nó đang bị lên cái bám rỉ các bác nhé. Bám rỉ thì cái này ấy, mình các bác mình lấy cái nhám mịn ấy, trà sơ nhẹ cái hoặc là cái rũa mịn ấy. Không thì bác nào mà khéo tay mình mài sơ qua nó sẽ sáng bóng à. Đó, còn lưỡi kéo thì còn đẹp nguyên này. Khi mà cắt này, đó nó vẫn ôm hết cái phần bụng đây các bác nhé. Ôm hết cái xuống dưới cái phần bụng nó này. Đó, còn rất là sâu này các bác. Còn đây là cái khi mà lưỡi nó đầy thì nó ăn đến đây. Đó, còn đây là người ta sử dụng, người ta mài sơ thì nó mất mấy ly này. Mất mấy ly so với cái vết cũ đây các bác nhé. Đó, còn đẹp nguyên đây các bác. Thì về cái chiều dài của cái kéo cắt cành này sẽ được là 20 cm. Một cái kéo cán trắng đỏ, cũng của một cái hãng nổi tiếng ấy, mà tại vì em quên tên này. Đó, còn bác nào mà xài nhiều cái hàng này, nhìn cái logo mộc truyện là các bác biết cái hãng nó ngay. Thì B25 là 250k các bác. Tiếp theo là cái B26. B26 thì em lên 3 cây kéo tỉa. 3 cây kéo tỉa này. 200k cho 3 cây các bác nhé. 200k cho 3 cây kéo tỉa này. Nó có một cây kéo tỉa răm. Lưỡi thì cái này thì cái lưỡi thì kéo thì cắt cũng còn ok lắm, cho nên cây này thì em chỉ đánh bóng, đánh rỉ thôi chứ không có vệ sinh. Đây các bác này, cắt giấy này. Đấy, ngọt bình thường các bác nhé. Đó, nó cắt ngọt bình thường, nó không ảnh hưởng gì luôn. Còn cây thứ hai ấy thì nó là cái kiểu cái lưỡi nó cong như thế này chứ không phải nó bị cong. Đó, có chữ Made in Japan này. Cái này giống như kiểu người ta cắt ra. Đây, đưa lên giấy. Có thể những cái cành mà các bác mình cần cắt để lấy cái vết tròn cong tròn như này này. Đó, tạo sẹo hay gì đó. Đây các bác, chứ nó không cắt thẳng mà nó sẽ tạo ra một cái đường cong như vậy.
Đó, khi cắt xong nó kiểu đây em đưa cái kéo thẳng nó sẽ cắt xéo ra như vậy này. Đó. Nó tạo một đường xéo như này. Đó, cây còn cây thứ ba thì nó cũng là một cây kéo tỉa này. À, đây, cây này thì cũng cái tên hãng nó cũng như kiểu cái cây kia, cũng kiểu cán trắng đỏ này. Nó một cái hãng cũng là nổi tiếng đây các bác nhé. Nổi tiếng này. Còn về phần sử dụng thì cây này còn sử dụng ok các bác. Đó. Đây các bác này. Đó. Cắt rất là ngọt. Cắt giấy như này còn nếu các bác mình mà dùng để tỉa bonsai hay gì thì là quá ok rồi. Tại vì cành cây thì nó còn ngọt nữa cơ. Đúng không ạ? Đó, rất là ngọt đây các bác nhé. Thì ba cây thì nhận mấy chục nghìn một cây thôi, khá là rẻ. Khá là rẻ. 200k. B26 là 200k cho ba cây luôn. Tiếp theo là mã B27. B27. B27 thì em cũng lên một cây kéo. Cây này thì dùng tỉa hay là dùng kiểu như người ta cắt cái gì nó dày dày cứng cứng này. Cái lưỡi nó khá là dày. Với cái độ vát của nó thì không được kiểu nó người ta hạ lưỡi không được nhiều các bác nhé. Kiểu dùng để cắt cái gì cho nó cứng ấy. Đó. Cắt đồ cứng. Còn sử dụng cắt cái gì thì em không rõ, nhưng mà cái những cái cây này này, ví dụ mình cắt cành hay gì thì nó không phù hợp lắm, tại vì cái lưỡi người ta hạ nó ít ấy. Đó, lưỡi hạ ít. Nhưng mà dùng cái này có thể là dùng cắt tôn hay gì hoặc là cắt thiếc thủng gì em không rõ, nhưng mà cái lưỡi rất là dày. Hôm bữa em cắt thử cành rồi nhưng mà cây này cắt không ngon. Cây này cắt cành là không ngon mấy. Thì người ta em nghĩ cây này không phải dùng để cắt cành mà nó dùng cho việc khác cơ. Còn cái việc gì thì em không rõ, nó dày y như kiểu cái lưỡi kéo cắt tôn ấy. Đó, còn thép thì rất là cứng. Đó, còn tất cả thì tay cầm này kia cây này cũng còn đẹp, lò xo đầy đủ hết này. Lò xo đầy đủ, khóa chốt ok này. Đó. Thì cái cây kéo này cái chiều dài của nó thì cây này thì chiều dài lưỡi thì được khoảng độ hơn 5 cm, 5 5 phân rưỡi, còn về tổng chiều dài này 20,5 cm. Nhưng mà cây này thì nó cắt cành thì dở các bác nhé. Đó. Còn tùy các bác mình, ví dụ như cắt mổ cắt nhựa ấy, thì em nghĩ là ví dụ mổ nhựa nó dày khoảng độ tầm 2 hoặc 3 ly chẳng hạn, thế mình cắt thì nó sẽ phù hợp hơn. Chứ cây này thì người cắt cành rất là dở. Đó, em phải kiếm cái miếng thì em cắt thử. Đây có thể những cái mổ như thế này này, họ dùng cái mổ đó, cắt những cái mổ như này thì rất là ngon này các bác. Thì cái lưỡi nó dày ấy. Đó, cái lưỡi nó dày thì khi mà ví dụ bấm cắt thép đồ này kia ấy, thì cũng có thể. Còn cắt thép được không thì em không có rõ, nhưng mà cắt mổ rất là ngọt này các bác, nhẹ nhàng luôn. Nó rất là ngon nhé. Đó, cực kỳ ngon luôn, lưỡi kéo bén chứ không phải là không bén đâu. Đó. Cắt ok luôn đấy các bác. Thì các bác nào thấy phù hợp mình mua về mình xài là cái B27 có giá là 100k. Đó. Ok các bác này. Tiếp theo mã B28. B28 cũng 100k. Thì cái cây này thì nó có mộc truyện chữ made in Japan này, cái lưỡi thì cũng dày. Lưỡi cũng dày. Cây này thì sử dụng bảo cắt tôn ấy thì cũng không phải. Nhưng mà giống như kiểu người ta dùng để cắt những cái mủ dày hay là cái gì đó. Nhưng mà lưỡi kéo thì nó đang hơi bị trượt, vì cái lưỡi này nó em chưa có mài. Nhưng cái này thì mài cũng dễ thôi, tại vì nó sử dụng ốc. Nó có cái con ốc vặn này. Đó. Thì khi mài bén mình cắt thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà như em cắt này nó đang bị trượt này, vì cái lưỡi kiểu chưa mài ấy, thì khi cắt nó không ăn mấy. Đó, cắt nó cứ bị trượt ra. Thì các bác mình có thể mua về rồi mình vệ sinh sơ qua, lò xo này đầy đủ này. Đấy, sử dụng cho việc gì không có rõ, nhưng mà cái này là xem nào, nó là cũng hai lớp thép các bác nhé. Cũng hai lớp thép này, rất là cứng. Nó cũng hai lớp thép ghép ấy. Nó hai lớp thép này. Made in Japan, hàng chuẩn Nhật đấy các bác. Tay cầm thì bọc mủ vẫn còn nguyên như thế này. Còn đây là những cái ba dớ đó. Các bác mình về lấy xà bông ấy, chà sơ qua cái là nó sẽ sáng sẽ đẹp thôi. Nhưng còn xước hàng cũ thì nó không thể tránh được, nó không hoàn hảo được các bác nhé. Thì các bác mình có thể thấy phù hợp mình mua về mình xài. Cái này thì nó bị mất cái đợi, ở đây người ta có sâu một cái lỗ để mà khóa ấy. Nhưng cái này bị mất rồi. Đó, các bác mình có thể về sâu cái dây vào đây này, rồi để mình làm cái khóa kéo như thế này. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái này thì sẽ được là 6 cm. Tổng chiều dài là được khoảng 24,5. Cái này giống như kiểu là dùng để bấm những cái
cành hoa lụa hay là thép thủng ấy. Đó, khá ok. Thì cái B28 là 100k. Tiếp theo là B29 thì em lên một cái cặp như này. Cái cặp này thì em bán mấy lần rồi. Đấy, nó đẹp. Đi ra bãi thì thấy nó đẹp quá. Cặp này đục bê tông này, nó đẹp và chưa qua sử dụng ấy. Mua vào nó cũng cao. Hôm nay xả lỗ cho các bác mình luôn. Thì tính 100.000 một cây. Cái này em bán mấy lần chưa được thì hôm nay em xả luôn là 100.000 một cây các bác nhé. Còn về tổng chiều dài ấy, thì tổng chiều dài được 30 cm, cây lớn. Và cây nhỏ thì nó cũng hơn 30 cm một tí thôi. Đó. Còn về cái kích cỡ thì ở đây là 19mm nhân 300. Đó, 19 ly. Còn cây này cây 16 ly. Có hai cây như vậy. Tem mát đầy đủ, sơn rủ hàng chưa qua sử dụng. Đầu thì đầu hợp kim các bác nhé. Đầu này đầu hợp kim. Thì cái B29 này có giá là 200k. 200k, 100k một cây. Tiếp theo là B30. 30 thì em lên một cái cây mỏ lết của Rigid. Của hãng Rigid này. Đó, hàng của Mỹ. Cây này thì hàng của Mỹ các bác nhé. Đó, USA. USA đây các bác. Cây này thì tình trạng là sử dụng thì cái răng lợi đây các bác mình có thể thấy còn rất là đẹp, không có bị nhăm mẻ này. Hàng Mỹ thì các bác mình về dùng thì tha hồ các bác nhé. Đó, vặn ống típ sắt đồ này kia là thoải mái. Các bác mình dùng để vặn cùm ống típ đồ ấy. Đó. Còn rất là tốt, không có bị sứt mẻ, vỡ hay là thiếu cái gì các bác nhé. Phụ kiện đầy đủ hết. Rất là trơn tru này, cực kỳ trơn tru luôn. Thì cái này các bác mình mua về mình dùng trong gia đình hoặc là các bác mình khoan giếng làm điện nước đồ các thứ ấy. Đó. Thì mình mua về mình xài. Về cân nặng ấy thì cái cây này sẽ nặng là hơn 1,5 kg. Nó nặng là hơn 1,5 kg của hãng Rigid này. Đó, USA. The Rigid Tool gì đây này. Về cái chiều dài tổng đây, chiều dài mà khi mà em đã vặn vào như thế này thì nó sẽ dài được là gần 32 cm các bác nhé. Gần 32. Đó, còn về cái đường kính ống vặn thì cũng khá là to đấy các bác. Thì cái B30 có giá là 300k B30. Hàng của Mỹ. Tiếp theo là B31. 31 thì em lên một cái cây cờ lê xích. Cây này còn rất là đẹp này các bác. Cái sợi xích của nó đây không bị hoen gì gì luôn, rất là đẹp. Cây này thì của hãng nào đây? Super Tông. Super Tông. Có chữ Japan này các bác này. Đó, có chữ Japan ngồi ở đây các bác nhé. Còn sợi xích này, còn nguyên lớp xi mạ màu đen như vậy. Đó, rất là đẹp. Đó, thì các bác mình thấy phù hợp mình mua về xài. Còn về phần răng của nó đây, không có bị sứt mẻ gì. Cái này là cái lớp sơn màu đỏ nhé. Nó bị bong chóc sơn, còn cái răng thì lại còn gần như đẹp nguyên như thế này. Đó, các bác mình dùng để cảo những cái ống lớn này. Mình cảo vặn những cái ống lớn. Đó. Còn về cái này thì nó nặng lắm. Cái chiều dài của cái sợi xích này, đây em đo tổng thể hết này. Và cái xích thì còn mới đẹp, không bị kẹt gì các bác nhé. Tổng thể chiều dài của sợi xích này được 67,5 cm. 67,5. Còn cái tay cầm thì sẽ được là 51 cm. 51. Đây rồi. Về phần cân nặng ấy thì cái này nó sẽ nặng được là 2,7 kg. Cân nặng là 2,7 kg này. Thì cái B31 là 330. Tiếp theo là B32. Em cũng lên một cây cờ lê xích nữa. Đây. Cây này thì của hãng, cũng của Super Tông. Super Tông của Nhật đây các bác nhé. Đó. Của Nhật này. Thì cái sợi xích của cái này đây, nó cũng không có kẹt gì. Cây này thì cái tay cầm sơn màu đỏ còn đẹp nguyên đây các bác. Đẹp nguyên. Sợi xích thì cái này chưa có đánh gỉ này. Nhưng mà những cái chữ số đây, cái này là bị bám ba dớ ấy. Đây. Đó. Không có bị gỉ, nó không có bị rỗ hay xét gì các bác nhé. Và sợi xích thì còn trơn tru nguyên này. Đó. Xoay lắc thoải mái đây các bác. Ok các bác nhé. Đó. Về chiều dài của sợi xích này thì nó được khoảng độ là hơn 50 cm này. Hơn 50 cm. Tại vì em gấp đôi vào thì em sẽ, đó, ở đây đã được là 26 thì nó rơi, cứ gọi tính 50 đi. Xích dài 50. Răng lợi cây này cũng còn đẹp nguyên nhé các bác. Đẹp nguyên. Đây. Đó.
đẹp nguyên không sứt mẻ gì, lớp sơn màu đỏ này, hàng cũng ít xài, bác mình thấy phù hợp mình mua xài. Cây này thì nó, cây này thì nó chỉ nặng gần 1,5 kg, nó nặng gần 1,5 kg thôi. Thì cái B 32 và giá là 250k. Tiếp theo là B 33. Đây 32. Đây 33. 33 thì em lên một cây kìm kẹp cây kìm như thế này. Đó. Cây này thì có giá 120.000 thôi. Cây này họ dùng để bấm kẽm hay gì đó. Đấy, dùng để bấm kẽm hay gì đó. Lưỡi thì còn đẹp nguyên và không có bị sứt mẻ gì các bác nhé. Không bị sứt mẻ gì. Cây này thì da gì thì còn láng mịn, còn đẹp này. Và có mộc truyện đầy đủ ở đây các bác nhé. Có cả tên hãng này. Koyoshi gì đây? Koyoshi. Koyoshi có mộc truyện chữ này. Đó, còn đẹp nguyên, không có bị gì rỗ gì các bác nhé, nó không bị rỗ. Về chiều dài của cái cây này sẽ được là 24 cm này, 24, còn cái miệng cạp thì sẽ được là khoảng 1,5 phân. Miệng cạp 1,5 phân. Miệng kìm cắt lại 1,5 phân thì cái B33 là 120. Tiếp theo là B34. B34 thì em lên 3 cây kìm như thế này, 150k cho 3 cây các bác nhé. Tính một cây là có 50.000 thôi, một cây 50.000. Thì có một cây của Marver này, của hãng Marver, có dấu logo, dấu zip hàng nội địa Nhật này. Đó, một cây kìm nhọn. Và cây thứ hai thì cũng là một cây kìm nhọn, cây này của hãng Fujiza. Của hãng Fujiza đây các bác nhé, Fujiza này. Đấy. Và cây thứ ba cũng là một cây kìm nhọn, nhưng mà cây này thì nó không có mộc truyện, không có tên hãng này. Đó. Tất cả thì ba cây, răng lợi thì cũng còn đẹp cả các bác nhé. Và sử dụng tốt, tất cả đều sử dụng hết, tốt hết. Còn cái lưỡi cắt của nó này các bác, rất là khít này. Đó, rất là khít này. Cây thứ hai cũng vậy, cây thứ hai này nó hở nhẹ một chút. Đó, nó hở nhẹ một chút xíu như này thôi. Đó. Cây thứ ba này, cây thứ ba thì miệng cực kỳ khít luôn này. Đó, rất là khít nhá. Thì ba cây này, cái chiều dài thì nó cũng đều đều nhau. Chiều dài nó khoảng 18 cm, khoảng 18 cm. Thì B34 là 150k cho 3 cây các bác nhé, 50k. B34 150k cho 3 cây. Tiếp theo là B35. B35 một cây kìm Mỹ, có giá là 150k luôn. Các bác mình mua về xài hoặc sưu tầm. Đó, một cây kìm của Mỹ đây các bác nhé. Đó, USA. Cây này thì người ta sản xuất cũng khá là lâu rồi. Cái kiểu cái dáng của nó đây, nó có hai lỗ dùng để cắt kẽm này, rất là khít này, và nó cũng còn tương đối đẹp. Còn về cái phần lưỡi cắt này, lưỡi cắt này còn rất là khít đây các bác. Đó, lưỡi cắt thì còn tương đối khít này. Đó, về phần răng lợi ấy thì còn tương đối, ở đây hơi nhăm nhẹ một chút ở phần ở đầu. Tuy nhiên này, cây kìm Mỹ nhưng mà rẻ, có 150 thôi. Tổng chiều dài thì được 18,5. Tổng chiều dài 18,5. B35 là 150k. Tiếp theo là B36. B36 là 280k cho 4 cây kìm. 4 cây kìm như thế này. 4 cây kìm. Thì 4 cây này thì có một cây của hãng K3 có logo dấu zip nội địa của Nhật, một cây của Fujiza có logo dấu zip này, và một cây của Lyman này, cũng có logo dấu zip nội địa này, và một cây của hãng Nihonichi. Đó, tất cả thì đều đẹp nguyên các bác nhé. Răng lợi này, lưỡi. Đó, 4 cây có 280.000 thôi, là 4 cây. Đó. Và cái chiều dài của cây đỏ này thì nó được là 16,5. Cây cán đỏ này cũng còn đẹp các bác nhé, cái vỏ nó này không bị vỡ. Còn những cái cây kia thì nó là dòng thép nguội. Ba cây này nó dòng thép nguội này. Nó khi mà sử dụng thì nó sẽ có độ kháng rỉ cao. Độ kháng rỉ cao. Đó. Cây nào cũng còn đẹp nguyên đây các bác nhé. Thì chiều dài nó khoảng độ 18,5. 18,5. Thì bốn cây này thì có giá là 280k. Thì xem nào. Vào 70.000 một cây. Đúng rồi, 4728. Đó. Là có 70.000 một cây. Rất là rẻ nha các bác. Cực kỳ rẻ. Đó, bình thường các bác mình mà đi mua dụng cụ đồ nghề ấy, các bác mà đi bãi thì khi mà lấy mua được một cây kìm mà nhặt ra ưng ý thì người ta không
kiểu gì thì kiểu nó cũng phải khoảng độ 100.000 một cây này đó. Còn đây là về em dọn vệ sinh sạch sẽ, đánh rỉ đồ các thứ này, sạch sẽ mua về là xài thôi. Mà tính nha, 4 cây này cũng có 70.000. Các bác mình mua về dùng hoặc là tặng cho con cái, cô dì chú bác, anh em đó, nó cũng thảo. Thì B36 là 280, 4 cây. Tiếp theo là B37. Đây B37 cũng 4 cây kìm. 4 cây kìm. Cây này thì nó size lớn nhá. Mà cái này thì có 300.000 thôi. 300.000 cho 4 cây mà size lớn luôn. Cây này size lớn luôn. Đấy, 4 cây này thì nó cũng nặng cả, 4 cây này là nặng ký rưỡi này, nặng ký rưỡi. 1 cân rưỡi 4 cây. Thì cây này của Checkmark này. Checkmark của San Hocho gì đây, Sancho gì đây. Đó, một cây kìm của Checkmark này. Và một cây thì cây này tên có logo Mộc Truyện ở đây này. Đó, và cây này cũng của Checkmark đây các bác nhé, cũng có hàng của Checkmark này. Và cây này thì của Fujiza, có logo dấu zip này. Đó, 4 cây. Tất cả thì răng lợi đều đẹp cả. Đây các bác, răng lợi đều đẹp cả, không có bị nhăm mẻ rỗ gì các bác, ok hết. Răng lợi thì cây này cũng còn ok này. Hàng thì hàng size rồi thì nó không được hoàn hảo như hàng mới. Đấy, thì tính nha là có 75.000 một cây thôi. Mà size lớn nhá các bác nhé, dòng size lớn. Về cái chiều dài đi, chiều dài nó được 21,5. Thì 4 cây này là 300. Đó, mua về xài và tặng cho anh chị em người thân trong gia đình, bạn bè. Đó, tính nha có 70.000 một 75.000 một cây, quá rẻ các bác nhé. Đó, B37 là 300. Là 4 cây. Tiếp theo thì B38 em cũng lên là cái này là 2 4 5 cây. 5 cây kìm có 250.000 thôi. 250.000 là 5 cây. Thì tính nha 50.000 một cây. 50.000 một cây. Đúng rồi. Có 50.000 một cây kìm bấm như thế này. Đó. Đây các bác, cây này thì nó đang hơi cứng nhẹ một chút này. Đó. Nhưng mà các bác mình về dùng nhiều á, hoặc là bác nào về xịt ít GB7 vào thì nó sẽ trơn tru và ngon lại các bác nhé. Còn về phần lưỡi cắt này, nó còn rất là khít. Đó. Em cũng không có mang thép vào đây, chứ mang thép vào bấm cắt thử cho các bác này. Cây này thì cái lưỡi ấy, đây nó hơi bị nhăm nhẹ một chút ở đây, nó bị bể. Nó bị bể nhẹ ở đây, còn về phần lưỡi phần đầu ấy, nó còn rất là khít. Đó, rất là khít đây các bác nhé, rất là khít này. Thì cái cây thứ ba nó cũng vậy, cái lưỡi còn ok này. Đó, ở cái mặt này nó chỉ nhăm ở cái mặt này thôi. Đó, nhăm mặt ngoài thôi. Chứ còn cái phần lưỡi thì còn rất là bén. Đó, lưỡi cắt này còn rất là bén nha các bác, và rất là khít. Đó. Tất cả thì đều còn vỏ nhựa nguyên như vậy nhá các bác. Đó, lưỡi nào cũng khít hết. Đấy, một cây kìm xéo như này, dòng này dòng nhỏ. Các bác mình làm thủ công, mình dùng để bấm kẽm đồ các thứ này. Rất ok. Thì 5 cây, giá là 250.000. 5 cây là B38 này, 250.000 cho 5 cây luôn. Tiếp theo là B39. 39 thì em lên 4 cây tô vít. 4 cây tô vít này. Thì nó gồm có một cây hàng của Đức này, một cây ba ke, một cây đầu ba ke. Đó, tất cả thì đều đầu cây nào cũng còn đẹp nguyên đây các bác nhé. Đó, đây. Cây nào cũng còn đẹp nguyên này, nó không bị vỡ hay sứt mẻ gì. Cái lớp xi này nó còn nguyên, đẹp nguyên như này. Một cây ấy thì cán gỗ khâu đồng và có chốt giữa và nó là dòng tô vít dẹt. Còn ba cây này là ba ke, thì hai cây của hãng Vietcell. Hai cây này của hãng Vietcell này. Còn một cây này thì là của hàng của Đức, Germany đây các bác nhé, Germany. Thì 4 cây này có giá là 180.000, 4 cây. B39, 4 cây tô vít này, 180.000. Tiếp theo là B40, cũng là 180.000 cho 4 cây luôn. Đó, nó có 3 cây của Vietcell. Thì nó có gồm có 2 cây tô vít dẹt, 2 cây tô vít dẹt và 2 cây đầu ba ke như này. Tất cả thì cũng còn đẹp, không có bị sứt mẻ gì. Thì một cây là cán gỗ, ở đây có logo dấu zip nội địa của Nhật này, khâu đồng và có chốt giữa. Và 2-3 cây này của hãng Vietcell. Đó, cán thì cũng còn đẹp, không có bị bể gì các bác nhé. Đó, không bị bể là 180.000,
180.000 4 cây. Tính nha, chưa đến 50k một cây các bác nhé. Có 45.000 một cây, tính nha, 45.000 một cây. Tiếp theo là B40. B40. 40 rồi 41 đâu ta? Ý, trời ơi, B40. Em lại bị ghi nhầm mã. À đây. Bây giờ hết đồ nghề rồi. Giờ em lên cái đây cái dòng này. Giờ lên cái hàng kiểu như là kéo cưa rồi thì móc dễ. Đây, hôm nay thì cái combo này là có 4 cây, 150k này, 150k gồm 4 cây thì nó gồm 2 cây cưa. Đây. Nó có 2 cây cưa như này. Đó, lưỡi cưa còn đẹp, không bị bể mẻ gì các bác nhé. Khóa chốt đầy đủ này. Đó, có khóa chốt đầy đủ cho các mình đây. Đó, chắc chắn các bác nhé. Khi bấm ok này, một cây. Cán cũng là còn nguyên, không bị bể luôn, vẫn còn tem mác đầy đủ này. Đó. Cây thứ hai ấy thì cũng là một cây cưa nữa. Cây này thì cán gỗ, không có tem mác gì. Đó, cũng là một cây cưa dùng để cắt cành này. Đó, cưa cắt cành, lưỡi cưa còn sáng còn đẹp. Đó, cũng khóa chốt đầy đủ đây các bác nhé. Cũng chắc chắn này. Đó. Nó gồm 2 cây cưa như này. Và một cây móc rễ, một cây móc rễ này, cây này còn đẹp đây các bác này. Đó. Lưỡi thép không bị rỉ riếc gì, còn rất là đẹp. Đây ở đuôi này có mộc triện chữ như vậy. Đó, cái cây móc rễ này. Và cây thứ ba sẽ là một cái cây cưa lách. Đó, cây này thì răng lợi nó đây. Còn đẹp nguyên đây các bác nhé. Bình thường có nhiều nơi ấy, thì em thấy bán một cái cây này có thể là 80.000 đến 100.000 một cây này cơ. Họ bán vậy. Đó. Đây các bác. Có mộc triện chữ này. Đó. Tay cầm chốt chiếc đầy đủ này. Và chắc chắn không bị vỡ gì. Thì 4 cái cây này. 4 cây này. Có giá là 150k. Là cái B41 này. Còn cái lưỡi cưa lách ấy. Thì... hôm bữa em bán cho mấy bác ấy thì các bác bảo là về cắt thì nó không được bén ấy. Thì tuy nhiên thì em nói thật là cái này ấy, em về em chỉ đánh bóng vệ sinh như này thôi. Còn cái hàng này thì muốn bén ấy thì các bác mình về là phải rũa sơ qua. Các bác mình mua cái rũa lá mà loại rũa nhỏ ấy. Cái dòng rũa kim cương ấy, nó có bán một cái dòng rũa kim cương mà một bịch thì như nó 10 cây hay mấy cây ấy. Thì các bác mua lẻ cũng có các bác nhé. Thì các bác mình về mình rũa sơ cái lưỡi này thì nó mới bén được. Chứ bảo là cứ mua về như thế này mà cắt luôn ấy. Thì em cũng cắt thử vào cái gỗ rồi thì nói chung là nó không được bén, không được ngọt. Cắt thì vẫn cắt được đấy, nhưng mà nó hơi lì. Còn các bác mình ấy làm bonsai mà cắt kiểu như làm cây cảnh thì em không có rành. Đó. Nhưng mà muốn nó bén thì các bác mình mua một cái rũa nhỏ về mình rũa sơ qua. Thì chủ yếu ấy, thường là người ta thích cái hàng này em nghĩ là do cái chất thép. Là cái chất thép thì khi các bác mình rũa nó đã bén rồi, các bác sử dụng nó rất được rất là lâu. Đó. Còn cái dòng này sử dụng như thế nào thì các bác làm bonsai thì các bác mình sẽ rành hơn em. Còn em thấy cái này nhiều bác hỏi thì em có nhặt về thì em bán. Đây bán combo thì nó không phải đắt đâu, nó rất là rẻ đâu. Hàng bán gần như xả cho các bác mình. Đó. Thì các bác mình bảo là về nó cùn thì em cũng đồng ý là nó cùn thật. Nhưng mà cái này sắc thì về mình chịu khó mình mài mình rũa các bác nhé. Đó. Chứ nhiều đồ quá về em vệ sinh lên xong rồi nó thật bảo là ngồi rũa cái này đúng em không rũa được. Đó. Thì bán rẻ cho các bác mình về ngồi các bác mình có thời gian mình rũa sơ qua. Tiếp theo là B42 các bác nhé. B42 thì em lên combo 3 cây này, nó gồm có một cây cưa lách, một cây cưa cắt cành lớn và một cái cây xẻng xúc như thế này, xẻng xúc mini dùng để xúc đất bón phân do các thứ cho cây cảnh này. Đó. Đây các bác nhé, cán cổng cây này cũng còn rất là đẹp. Đó, lưỡi ok này, không bị móp méo gì. Đó, một cây thì em sẽ đo cái chiều dài của cái cây này trước. Bản rộng cây này sẽ được hơn 6 cm, tổng chiều dài thì được lưỡi thì được gần 16, còn về tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 50,5 đó một cây. Và cây thứ hai sẽ là một cái cây cưa. Đây, cây cưa này thì ở đây có chữ này, nhưng mà cái chữ này là chữ laser các bác nhé, chữ laser. Nhưng mà cái chữ này họ cũng không, tức là
nó cũng mờ mờ rồi, nó cũng mờ mờ đó. Còn về phần tay cầm cán này còn chắc chắn, ở trên cán có chữ nhẹ như thế này. Cây này thì dùng để có thể cắt được cành to này các bác. Cái răng họ làm cái kiểu răng so le, đó, răng so le hình tam giác như kiểu răng cá mập ấy. Đó, thì các bác mình về muốn cắt bén thì các bác mình cũng rũa sơ qua là nó sẽ bén đó. Còn lưỡi cưa thì nó chỉ bị nhăm thôi chứ không bị rỗ. Thì về cái chiều dài của lưỡi cưa này, chiều dài thì nó sẽ được là 20, tổng chiều dài là được 36,5, bản rộng sẽ được là 3,5 cm, bản rộng 3,5. Cây thứ hai, còn cây thứ ba thì sẽ là một cây cưa lách nhỏ. Cây này thì cán nhựa nó hơi dơ, cây này thì em chưa có chà rửa vệ sinh, nhưng đây này em lau sơ qua bằng tay thôi thì các bác mình có thể thấy nó cũng sáng ra này. Đấy, nó sáng ra đây các bác nhé. Tuy nhiên ấy, tay em kiểu là mình em review những cái này ấy, nó có kiểu nhớt nhau đồ ấy, thì càng lau xong tức là cái nhớt nó lại bám vào ấy, nó màu đen đó. Thì các bác mình về mình xà bông mình chà sơ qua thôi là nó lại sáng đẹp nguyên này đó, nó không ảnh hưởng gì. Ở cây này thì nó cũng có tên hãng của nó đây này các bác này. Đó, tên hãng cái gì Bioman hay gì đây không rõ này. Đó, ở trên đây thì có chữ Made in Gia Băng. Lưỡi cưa thì còn đẹp này. Đó, lưỡi cưa còn rất là đẹp. Đấy các bác nhé. Về rũa sơ qua là các bác mình xài thôi. Thì ba cây này cũng có giá là 150k. Đấy, ba cây. Thì B42 là 150k. Tiếp theo 43 cũng 150k. Em lên một cái combo. Nó gồm có một cái cây như này. Thì để cho các bác mình làm cỏ này. Cây này sử dụng để làm cỏ ấy, mộc truyện chữ đầy đủ đây các bác nhé. Đó. Và lớp xi mạ màu xanh của nó này cũng đang còn này. Đấy, ở trên lưỡi đây các bác mình có thể thấy lớp xi mạ màu xanh. Thì cái hàng này do để bãi thì nó cũng cũ, tại vì em bán hàng cũ mà. Đấy. Chứ cái này ấy, nhìn thì nó cũ nhưng mà được cái không bị rỗ. Nó chất thép thì sử dụng thì còn khá ok, nó không bị rỗ. Tay cầm khâu chốt này, tay cầm khâu chốt tem mác đầy đủ. Nó không cong vênh gì, nó còn rất là mới đây các bác nhé, rất là mới. Thì một cây này và có một cây cưa lách như này. Đó. Cây cưa lách còn rất là đẹp này các bác. Còn rất đẹp đây các bác nhé. Cây này là những cái ba dớ đây. Đây những cái ba dớ thôi. Đó, các bác mình về có thể lấy cái giấy nhám ấy. Các bác trà sơ thì nó sẽ sáng bóng à. Còn cái này thì em chỉ đánh sơ đi thôi. Đấy. Đánh sơ đi để cho cái lưỡi này này. Ví dụ như nhiều cái, nhiều cây mà nhặt về nó cũ quá xong rồi nó bị rỗ ấy. Nó bị rỗ ở cái phần lưỡi này này, nó sẽ hỏng cái lưỡi thì cái cây đấy không sử dụng được thì em bỏ các bác nhé. Đó. Còn đây là khâu chốt đầy đủ đây các bác, chốt trước đầy đủ, vẫn còn tem này. Và một cái cây móc rễ, một cây móc rễ nhỏ, khâu đồng rất là dày và cái phần móc này còn sáng cong. Đẹp nguyên. Đấy. Đẹp nguyên này, phần cán nó này chắc chắn các bác nhé. Thì bốn cây này nó có kèm theo là một cây móc rễ như này nữa, nhưng mà cây này thì ngang với cả là cái này thì bình thường ba cây này em đã bán 150k rồi. Đó, còn đây là em thêm cây này coi như kiểu nó cũ cái này quá. Nhưng mà cái phần móc ấy thì còn chắc chắn này. Đấy, phần móc còn chắc chắn, chốt chiếc vẫn đầy đủ nhé. Cán củng cây này cũng còn rất là chắc. Đấy, thoải mái, có thể sử dụng móc được. Tuy nhiên cái phần khâu nó bị mục. Đó, phần khâu lâu ngày nó mục. Thì coi như cái này bốn cây như vậy. Đó, giống ngang cây tặng kèm thôi. Thì bốn cây này có giá là 150k thôi. Là cái B43. B43, 150k. Tiếp theo là 44. 44 thì em cũng lên. Đây, lên cho các bác mình. Nó gồm có bốn cây cưa lách này. Bốn cây cưa lách. Cũng có cây đây, như cây này cũng có mộc truyện chữ này. Và lưỡi như cây này thì bị gãy mất cái đầu, nhưng mà tuy nhiên là cái phần lưỡi cưa này ấy, thì các bác mình vẫn có thể sử dụng được. Bởi vì sao, nó chỉ gãy nhẹ cái đầu thôi chứ còn nó cũng khá là dài. Nó dài tới 13 này. Đó, có gãy đầu nó cũng dài 13. Và cái cây thứ hai này, này, cây này nó cũng đang bị gãy mất một cái đầu. Thì cái nhưng mà lưỡi sử dụng được 14 cơ. Đấy, cái phần mà răng cưa ấy được 14 này. Đó. Thì nó bị hai cây này là bị gãy mất cái đầu nhé. Thì các bác mình có thể về để vậy vẫn xài vô tư, nó không ảnh hưởng. Còn hai cây này thì còn đẹp nguyên đây. Đó. Kèm theo là hai cây móc rễ.
Cây này thì có mộc triện hồ lô này, khâu đồng. Đó, tay cầm còn đẹp nguyên. Cây này nữa. Thì cái này nó gồm 6 cây. 6 cây này thì là 150k B44. Tiếp theo là 45. 45 thì cũng gồm 4 cây. 4 cây cưa này thì nó bị gãy mất một cây. Cây này cũng bị gãy mất cái đầu. Nó có một cái đầu nhọn như này này các bác này. Đó, nhưng mà bị đụng nó gãy. Nhưng mà chiều dài của lưỡi thì nó vẫn còn dài lắm. Đây như so hai cây cưa lách đi. Một cây không gãy và một cây gãy. Thì cái cây gãy này lưỡi nó còn dài hơn cả cái cây không gãy. Đấy, cho nên vẫn sử dụng bình thường các bác nhé. Để mà sử dụng thì vẫn ok. Chiều dài của cái cây này cũng được là 15, lưỡi 15 cơ. Đấy, thì em lên là gồm hai cây. Một cái mọc rễ cây này khâu đồng này. Cây cây này bình thường, à không phải, không phải một chuyện chữ. Đây, mặt trước mặt sau của nó đây. Cán củng cây này cũng còn rất là đẹp. Và cây này nữa, cây này thì cán của nó thì hơi, cái chất gỗ này thì nó không được cứng bằng cái cây này các bác. Cây này kiểu nha, cái cán nó hơi kém nhé. Đấy. Còn bốn cái cây cưa, bốn cây cưa lách này thì nó có một cây mộc triện chữ này. Và đây hai cây, hai cây cưa lách này này, đó, nó mộc triện chữ đầy đủ này. Tay cầm cũng còn đẹp nguyên. Thì bình thường nhiều người người ta bán, em thấy bán hai cây này thôi đã 150k rồi cơ. Đó, cũng có khi tới 100.000 một cây ấy. Thì tùy theo các bác mình cảm thấy phù hợp, mình có mua về mình dùng dần. Cây này cũng có mộc triện chữ này các bác. Đó, mộc triện chữ ở đây. Và cây này còn đẹp này. Nó chỉ bị một cái cây này gãy đầu thì nó không có chữ thôi. Đó là gồm 6 cây như vậy. Cũng 150k này. 6 cây. Đó. Là B45 150k. Tiếp theo là 46. Thì em lên 3 cây này. Nó gồm có một cây cưa lách. Đó, mộc triện chữ này, rất là đẹp. Đó, mộc triện chữ đầy đủ đây các bác nhé. Cán cũng là ok này, tay cầm ok. Răng lợi này. Và cây thứ hai cũng là kiểu như một cây móc rễ, nhưng mà cây này có mộc triện này, mộc triện ở phần lưỡi của nó. Đó, cái lưỡi thì nó sẽ là hơi cái kiểu bằng bằng như vậy. Nó không phải là mũi nhọn. Đó, về tay cầm cán của nó đây. Gỗ thì tương đối chắc. Chốt trùng này. Và thứ cây thứ ba là một cây liềm dùng để cắt cỏ này. Đó, tem mác đầy đủ đây các bác nhé. Tem mác này, hàng chuẩn Nhật cho các bác nhà mình. Thì ba cây này, ba cây này là 150k, là B46 này. B46 là 150k. Tiếp theo là 47 thì em lên một cái cây câu liêm. Cây này thì nó là thép giấy xanh. Thép giấy xanh các bác nhé, thép giấy xanh. Mài hai mặt, hàng ba lớp thép, lõi thép giấy xanh. Rèn thủ công này, rất là dày. Đó, cái bảng lưng rất là dày. Thì cái sống lưng này thì em đo thì sẽ dày được là 5 ly. Đó, dày 5 ly. Cán củng thì cũng còn chắc chắn này, gỗ còn chắc chắn nguyên. Gỗ tốt các bác nhé. Thì B47 có giá 100 thôi. 100 thôi. Về cái chiều dài lưỡi sử dụng được 14,5, bản rộng thì sẽ là 4 cm. À, tổng chiều dài lưỡi cán thì sẽ được là khoảng độ 37 đến 38. Đó, thì cái B47 là 100k thép giấy xanh. Tiếp theo 48 thì em lên một cái cây làm cỏ, cây câu liêm, nhưng mà dòng này là dòng làm cỏ này, kiểu cả họ thiết kế cái mặt này nó hơi hơi xuống, thì khi mình đưa xuống đất thế này thì cái lưỡi nó sẽ sát đất, các bác dùng để hoặc làm cỏ như thế này này. Đó, rất là ok. Lớp xi mạ màu xanh đang còn nguyên, mộc triện chữ rõ ràng. Đó, mặt trước mặt sau này, cây này cực kỳ đẹp luôn. Không bị nhăm rỗ gì các bác nhé. Lưỡi đã được mài bén. Nó là một mặt như hai lớp thép, chuyên để làm cỏ này. Thì hai cái dòng này ấy, thì nó cũng kiểu là câu liêm thì nhìn nó ná nhau. Nhưng mà cái dòng này sử dụng là để khoặc dây leo hoặc cành cây đồ các thứ này. Nhưng mà cái dòng này thì lại chuyên để làm cỏ. Đấy, chuyên làm cỏ cũng có thể khoặc dây dợ. Bảo bố cháu đang làm. Là đây các bác này. Đó, cán củng là cũng còn chắc chắn ok các bác nhé. Thì cái cây này 100.000 B48. Còn về phần lưỡi sử dụng thì sẽ dài là khoảng 16, bản rộng thì được là hơn 5 cm. Tổng chiều dài thì cũng được là 45. Tổng chiều dài 45. Nó cũng là dòng hàng rèn thủ công này. Sống lưng thì dày 5 ly. Đó, rèn thủ công. Thì cái B48 là 100. Tiếp theo là 49 thì em lên một cái lưỡi. Đây, một cái lưỡi câu liêm. Cây này thì cũng có thể dùng làm cỏ này, hoặc dây leo cành cây. Nhưng mà chủ yếu của nó thì vẫn là dùng để làm cỏ các bác nhé.
dùng làm cỏ như vậy này. Đó, nhưng mà dòng này nó là lưỡi dài. Cái này thì hơi bị gãy một tí cái đầu mũi ở đây này. Đó, mới đầu cái đầu mũi nó dài ở đây nhưng mà nó bị đây nó bị vỡ ở đây. Nên là em đã cắt và mài cái đầu này đi. Tuy nhiên ấy, cái phần lưỡi sử dụng thì còn rất là đẹp. Mài một mặt đây, lớp thép ghép của nó đây. Đó, nó là mài một mặt hai lớp thép mộc triện chữ và có chữ khắc thủ công của nó này. À, ở đây thì em không đóng ra là vì giữ cái khâu này. Các bác mình mua về mình thêm một cái cán tre hay gỗ gì đó thì các bác mình đưa vào rồi mình đưa cái khâu này vô. Rèn thủ công. Đó. Làm cỏ như cái lưỡi này nó dài thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 22, bản rộng được 5 cm, bản rộng là 5 cm, rèn thủ công. Sống lưng thì cũng ở đây dày 5 ly và mỏng dần ra ngoài. Thì B49 cũng là 100k các bác, B49. Tiếp theo là B50. 50 thì có giá là 150k, là cái em lên một cái lưỡi liềm rất là dài. Cái này thì hoặc cành cây hoặc dừa đồ, cành dừa dây leo đồ các thứ ấy, hoặc là dùng để làm cỏ này, các bác mình làm cỏ hoặc vậy ấy. Đó, nó hàng rèn thủ công đi các bác nhé, rèn thủ công, mài một mặt đó, hai lớp thép, mặt sau thì có mộc triện chữ đầy đủ, đi kèm theo vẫn có khâu này. Cái này không đóng ra thì là vì em để đóng ra nó dễ bị mất cái khâu này ấy. Cho nên về các bác mình bỏ cái gỗ này ra, mình lấy cái khâu rồi thì chêm cán vô là mình xài thôi. Dòng này thì nó là lưỡi lớn, thì cái lưỡi này nó rộng tới được 29 này. Rộng 29, tức là chiều dài lưỡi sử dụng 29 ấy. Còn bản rộng thì sẽ được là khoảng 4,7 cm. Sống lưng thì ở đây dày 5 ly và sẽ mỏng dần lên đây. Nhưng mà mỏng dần lên đây thì chỗ này như em thấy là nó khoảng độ được 3 ly rưỡi, cũng là rất là dày rồi các bác nhé. Thì cái B50 là 150k, B50. Tiếp theo là B51. Đây, B51 thì phải là hết liềm câu liềm. Giờ em lên một số các cái lưỡi dìu, một số các cái cây dìu. B51 thì có giá là 250k. Thì em lên một cái lưỡi dìu bổ củi. Đó, các bác mình mua về xài hoặc siêu tầm này. Đó, cây này ấy thì có chữ khắc thủ công. Đó, còn tương đối đẹp đây các bác nhé, không bị nứt vỡ gì, lưỡi đã được mài bén 3 lớp thép. Bản rộng của lưỡi sử dụng thì sẽ được là khoảng 6,5 cm. Chiều dài của cái lưỡi dìu này được 18 cm. Đầu dìu là dày 3 cm, Cân nặng ấy thì sẽ được là khoảng 1,3 kg. Mà cân nặng là 1,3 kg. Thì cái B51 này là 250k. Tiếp theo là B52 cũng có giá là 250k, cũng là một cây dìu của Nhật Bản. Thì cái cây này thì mộc triện chữ này, có mộc triện chữ rất là sâu mặt sau của nó này. Đó, còn đây là mặt trước. Lưỡi đã được mài bén, cũng là dòng 3 lớp thép và khá là nặng. Nó nặng, cái lưỡi này thì sẽ nặng 1,5 kg này, đây là cái phần đầu của nó đây các bác nhé. Đấy, tổng quan của cây này này. Đây là những cái vết nhăm và nó hơi bị rỗ nhẹ sơ ở mặt bên ngoài. Tuy nhiên cái phần lưỡi nó đây, mài ra rất là sáng, cái lõi rất là sáng nhé, thép rất là cứng. Các bác mình bổ củi là ok luôn, không biết chừng nào mới hỏng đâu. Bản rộng lưỡi sẽ được 7,2 cm, chiều cao của lưỡi sử dụng gần 8 cm. Đầu dìu ấy thì cũng dày khoảng độ 2,8 cm, cân nặng là 2,5 kg. B52 có giá là 250k. Em phải lấy cái dây điện để sạc vô nó đang hết điện. Quay hết pin, lại phải sạc vô. Điện đã có điện chưa đây? Cổng cảnh.
cậy. Ok. Rồi tiếp theo là mã B53. Này, em đang quay bị hết pin các bác thông cảm nha. Tiếp theo là cái mã B52. Đây 53. Rồi. Đây các bác, tiếp theo là cái mã B53 có giá là 300k thôi, một cái lưỡi dìu chữ L rất là lớn. Và cái này nữa, cái lưỡi này thì nó là dòng 3 lớp thép. Cây này thì hàng 3 lớp thép này, nhưng nó dòng thép nhồi các bác nhá, nó như kiểu thép nhồi ấy. Nó rất là đẹp, nó có cái vân đấy, dòng thép nhồi nó có vân như kiểu này này. Đây. Đây các bác. Đó, nó có những cái đường vân như thế này, vân thép này. Nó kiểu lượn sóng, rất là đẹp. Cây này mà lên cán kiểu ấy thì các bác có thể sử dụng hoặc là mình trưng ấy, rất là đẹp. Ở đây thì có chữ khắc thủ công, tuy nhiên là cái chữ đây họ khắc kiểu này cơ. Nhìn nó ở đây cũng có chữ bên này cũng có này. Đó. Giá rẻ cây này thì tương đối, hàng còn tương đối này. Về cân nặng ấy, cái lưỡi này sẽ nặng là 1,1 kg này. Lưỡi dìu nặng 1,1 kg. Dòng này dìu chữ L các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng được 13, còn chiều cao thì sẽ được khoảng 14,8. Đầu dìu là dày 3,5, dày 3,5, nặng 1,1 kg. Thì cái B53 này có giá là 300k, B53. Tiếp theo là B54 thì có giá là 250k. Em lên một cái lưỡi dìu như này. Đó. Rất là nặng nha các bác nhé. Đầu này cũng có thể sử dụng để làm búa này. Và cái dòng này thì cái dáng của nó thì khi các bác mình sử dụng để chặt cây bổ củi ấy, thì nó rất là ổn định. Nó sẽ kiểu như cái lực ấy, nó đẩy hết xuống đây này, rất là ổn định. Nó thiết kế lưỡi dìu kiểu như thế này thì nó cũng rất là chắc chắn ở cái phần lưỡi này. Đấy. Còn cái cây này thì hàng về cây này thì cái độ mức độ rỉ sét nó rất là nhiều, cho nên em đã mài và đánh bóng lên nó như thế này. Đấy. Đánh bóng lên như thế này. Để lâu lắm rồi, nhưng mà cái này kiểu nó cũng có tương đối là cái chất thép nó tương kiểu nó có độ kháng rỉ ấy. Đó, cho nên là nó cũng còn sáng và đẹp. Còn cây này thì về phần lưỡi thì cũng là 3 lớp thép các bác nhé. Nó là dòng 3 lớp thép. Đó, 3 lớp thép này. Còn về phần cân nặng ấy, thì cái lưỡi dìu này nó sẽ nặng được khoảng 1,4 kg. Nó nặng là 1,4 kg này. Đó, có 250k thôi. Thì về cái chiều dài lưỡi sử dụng thì được 10,5. Cao thì sẽ được 20,5. Đầu dìu là dày tới 3,5. Đó, đầu dìu dày 3,5. Cái B54 là 250k. B55 thì em lên một cái lưỡi dìu chữ L. Lưỡi này thì nó nhỏ, có giá là 280.000. Thì cái lưỡi này nó là dòng 3 lớp thép luôn. Đó, vân thép nó đây. Đó, có vân thép này. Lớp thép ghép của nó đây các bác nhé. Đó, vân thép ghép này. Thì dòng này nó là 3 lớp thép. Da rẻ cây này thì láng mịn. Trước sau, tổng quan của nó này, em thấy cây này cũng còn tương đối đẹp này các bác. Da rẻ láng mịn, không có bị rỗ. Về cái chiều dài lưỡi sử dụng được khoảng 11,6 cm. Cao là được hơn 13,5. Đầu dìu thì dày khoảng 3,2. Cân nặng cái lưỡi này thì sẽ được là khoảng 700g, hơn 700g một chút. Thì cái B55 này có giá là 280k. Tiếp theo là cái B56. 56 thì em lên một cái lưỡi dìu. Lưỡi này thì lỗ cho cán hình oval này. Đó. Hàng ở trong quân đội các bác nhé. Hàng trong quân đội này có logo mộc truyện chữ. Và đây là những cái số ký hiệu, mục đích ý là cái số như thế này họ dùng kiểu như để làm gì thì em không rõ. Còn đây có logo mộc truyện chữ này, trước kia người ta có sơn một lớp sơn màu xanh quân đội như thế này. Đó, đây thì em có đánh bóng ra rồi, đánh bóng ra như thế này thì cái chất thép thì còn sáng còn đẹp các bác nhé. Còn đây là những cái kiểu như để bãi hàng kiểu lâu ngày ấy. Đây này, ở trong này nó có những cái vết như thế này, nhưng mà nó không phải vết gì, không phải là vết sét giống như kiểu cái vết ám vào ấy. Nó nhìn nó cũng hay đấy, nhìn nó cũng hay. Đó, mặt trước mặt sau nó đây. Lưỡi dìu thì đã được mài sơ qua rồi, mài sơ qua. Cây này thì dùng chặt cây bổ củi hoặc là các bác mua về chặt xương, xương heo, xương bò cái rất ok vì thép nó rất là cứng. Chiều dài lưỡi sử dụng được 8 cm, chiều cao thì sẽ được 13, và đầu dìu thì ở phần trên này, này nó sẽ được hơn 2 cm. Và dòng oval thì nó sẽ nở phần lỗ tra cán như này, nó sẽ nở. Cân nặng thì cái lưỡi này cũng nặng là hơn 800g, nặng hơn 800g các bác nhé. Thì cái B56 là 220.000.
Tiếp theo thì một cây B57, em lên một cây dìu tai voi. Dìu tai voi thì cái cây này ấy có giá là 300k. Cây này thì nó kèm theo có cán cổ đầy đủ này, cán thì thẳng thớm đầy đủ. Và cái phần lưỡi của cái này cũng mài hai, nó dìu thì nó là mài hai mặt hết, nhưng mà ý là nó là ba lớp thép ấy, ba lớp thép. Đấy. Nói nhiều khi nó bị nhũ các bác. Các bác thông cảm. Còn về cái phần cán thì còn chắc chắn đây các bác nhá. Chốt chủng là đầy đủ. Cái này mua về là các bác mình xài thôi. Chặt cây, bổ củi, đi rừng hoặc là sử dụng chặt xương heo, xương bò đều ok này. Đó, hoặc là các bác mình đi câu, đi phượt dùng để, nói chung cây này mà mang bỏ trong ba lô thì nó cũng tương đối gọn thôi. Đấy, rất là đẹp. Ok các bác nhá. Bác nào đi xe hơi mà hoặc là xe tải đi đêm đi hôm chẳng hạn thì mình có những cái cây này mình vứt ở trên xe. Thứ nhất là ví dụ như là thỉnh thoảng trong những cái trường hợp mình chặt cành cây, cành đồ hay gì đấy, đi câu chặt cành cây để mà đóng ở trên xe, nó vướng mắc cây cộ cái gì đấy là mình mang ra mình sử dụng rất ok. Đấy. Rất là đẹp. Da rẻ láng mịn, ba lớp thép. Thì bản rộng lưỡi thì sẽ được sử dụng là được 10,5, cao thì được 10,5. Đầu dìu dày 2 sen, hơn 2 sen đấy. Và chiều dài cán cây này thì sẽ được là 34,8. 34,8 này. Cán thì chắc chắn mua về là sai. Cân nặng thì cái cây này cũng sẽ nặng được là hơn 700g. Nó 750g. Thì cái B57 là 300k. Tiếp theo là B58. 58 thì em lên một cây dao đi rừng. Cây này thì có giá là 300 này. Cây này có giá là 300k. Thì cái cây này nó cũng tương đối mới các bác nhé. Tương đối mới. Thì cái cây này nó là dòng mài một mặt. Mài một mặt. Đó. Nó cũng là... Con cây này thép nguyên khối chứ không phải là hai lớp các bác nhé. Mài một mặt này. Tay cầm khâu chốt cây này thì còn tương đối mới. Rất là đẹp. Đấy. Ở phần đuôi người ta có viết chữ Nhật bằng mực. Viết bằng mực này. Đó. Còn trên này thì có chữ khắc thủ công. Đó. Rất là đẹp đấy các bác nhé. Dao đi rừng. Mài một mặt. Cái chiều dài của lưỡi sử dụng cây này được 17 cm. Bản rộng là được 5 cm. Tổng chiều dài lưỡi cán cái cây này thì sẽ được khoảng 34. À, sống lưng ấy thì em đo nó sẽ dày được là 4,5 ly. Một cái dao đi rừng. À, cân nặng là 450g. Các bác mình mua về mình làm thêm một cái bao da vỏ hộp ấy thì cây này khá là đẹp. Vì cái cán này rất là mới này. Đó, cán gần như mới ấy. Tuy nhiên tay kiểu nhớt nhau cầm vào thì nó bị đen vậy thôi. Và các bác mình trà nhám sơ qua ấy, lấy cái nhám mịn. Các bác mình trà sơ qua rồi sơn bóng lên ấy. Thì cái cây này cũng không khác gì hàng mới các bác nhé. Da rẻ này, láng mịn, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thép thì rất là cứng. Thì B58 có giá là 300. Tiếp theo là cái B59. 59 thì có giá là 320k. Thì một cây dao đi rừng. Cây này thì nó là mài một mặt, hai lớp thép và có chữ khắc thủ công. Nó tay cầm khâu chốt thì cây này rất là chắc chắn này, cực kỳ đẹp luôn. Nó trước kia ở cây này nó đang còn tem. Nó đang còn tem ở đây này. Da gì hả cây này thì các bác mình có thể thấy này, láng mịn, không bị rỗ. Một mặt, hai lớp thép. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 18,5. Tổng chiều dài thì sẽ được 36. Bản rộng thì được 4,5. Sống lưng cây này thì sẽ được là 6 ly. Sống lưng dày 6 ly. Còn về phần cân nặng. Cân nặng thì cái cây dao này thì nó sẽ nặng là 500g các bác. Cây này là nặng 500g. Thì cái B59 là 320. Tiếp theo là B60. 60 thì em lên một cây dao chặt đi rừng. Mài một mặt hai lớp thép. Cây này có giá 250k thôi. Mộc truyện chữ ở làng nghề Tô Sa. Đó, làng nghề Tô Sa. Cây này thì phần tay cầm đang bị nứt nhẹ ở đây một chút. Tuy nhiên cái chất gỗ thì cũng còn cứng đấy. Nhưng mà các bác mình về thì có thể là thay một cái cán khác này. Thì cây dao nó cũng sẽ chất hơn. Hoặc là để nguyên như thế này. Đó, để nguyên như này thì cái phần này nó đang bị nứt như này. Nứt bên này thì nó cũng hơi yếu cái cán rồi. Cái gì cái nó đã bị nứt này nó vẫn bị yếu cái cán các bác nhé. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây dao này được 17, bản rộng là được 4,3. Sống lưng ấy thì em đo nó dày gần 6 ly. B60 có giá là 250k.
B61 em lên một cây dao đi rừng. Cây này thì của hãng Seki Marugoku. Thì cây này mài một mặt hai lớp thép, đó, vân thép ghép ở đây. Lưỡi của nó này rất là đẹp. Tay cầm khâu chốt là chắc chắn này, khâu khiếc đầy đủ. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 15,5. Bản rộng thì sẽ được khoảng 4,7. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 32. Sống lưng ấy thì em đo nó dày là được 6 ly. Cân nặng cái cây dao này thì sẽ được là 480g, chưa được 500g. Thì cái B61 là 280. Tiếp theo là B62 có giá là 250.000. Thì một cây dao chặt đi rừng, mài một mặt, có mộc truyện chữ ở mặt sau như vậy. Có mộc truyện chữ mặt sau như vậy. Và nó mài một mặt, tay cầm khâu chốt cây này ok. Khâu là khâu kim cương này. Đó. Chất liệu cán gỗ thì còn chắc chắn, không bị mục mại gì. Cây này thì lưỡi dài, chiều dài lưỡi cây này được 21. Còn về bản rộng thì sẽ được 3,6. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được 40,5. Sống lưng sẽ dày là 5 ly. Sống lưng dày 5 ly. Cân nặng thì em thấy là được 420g. Cân nặng là 420g. Thì cái B62 này có giá là 250k. Tiếp theo là 63 thì có giá là 850k. Em lên một cây Curi mài hai mặt, mài hai mặt các bác nhá, mài hai mặt rèn thủ công này, cây này hàng rèn thủ công. Đó, mộc truyện chữ chữ khắc thủ công, tay cầm khâu chốt cây này thì hàng em cũng thay cán rồi các bác nhá. Đó, cái gì cả cây này thay cán rồi. Ở đây thì nó hơi bị nứt nhẹ một chút như này. Nhưng mà chất liệu cán gỗ này thì là nó là dòng gỗ căm xe, rất là chắc chắn, nhưng các bác yên tâm. Cái khâu này thì là thép không rỉ này. Dòng khâu là thép không rỉ. Và cái khâu nó rất là dày đấy các bác nhé. Khâu rất là dày, đảm bảo cho các bác mình băm chặt là thoải mái đó. Hoặc là cây này các bác mình làm bao da vỏ hộp treo phong thủy. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này được 26 đến 27 cm. Tổng chiều dài thì được 46,7. Bản rộng của lưỡi dao ấy thì sẽ được 5,5 cm này, 5,5 cm. Độ dày ấy thì em thấy là nó dày được là 5,5 ly. Về phần cân nặng cây Curi này thì nó sẽ nặng là 600g các bác. 600g. Thì B63 có giá là 850k. Tiếp theo là B64. Em lên một cái cây dao chặt xương. Cây này thì hàng rèn thủ công, lớp xi mạ màu xanh đang còn, cán cũng còn nguyên như vậy. Thì cây này thì mài hai mặt, mài hai mặt. Nó hàng thép nguyên khối các bác nhé. Thép nguyên khối này. Đó, thép nguyên khối. Đây các bác. Tình trạng của em nó như này. Cán cùng thì còn tương đối chắc. Tuy nhiên cây này thì khả năng là cái cán nó kiểu như em nhìn thì có vẻ nó không được chắc chắn cho lắm. Giống như kiểu nó hơi mại ấy. Nó mại ở trong ấy. Thì cái này nếu ấy về phải thay cán cơ. Đó. Thì đây, chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì sẽ được 12,5. Bản rộng là 6,5. Tổng chiều dài lưỡi cán thì sẽ được là 35,5. Đó. Cân nặng cái cây này thì được khoảng 650g. Chất thép thì cũng rất là cứng các bác nhé. Cái mài thì mới biết được chất thép rất là cứng, dùng để chặt cây chặt xương. Nhưng mà cây này chặt xương thì rất là ok. Có điều cái cán thì nó hơi kém một chút. Thì cái B64 này có giá là 280k. Tiếp theo là B65 có giá là 230k. Một cây dao chặt đi rừng, mài một mặt, nó là hai lớp thép. Đó, cái vân thép ghép của nó đây, hai lớp thép này, mặt bên này các bác mình có thể, đó, lớp thép ghép đây, hai lớp thép này. Cây này thì họ thiết kế là rèn là tay cầm liền lạc với lưỡi, nó sẽ là như này. Các bác mình sử dụng thì mình quấn một cái dây dù ở đây các bác nhé, bên đấy người ta hay quấn bằng cái dây cói ấy. Nó có một cái dòng dây cói xong người ta quấn vòng quanh ở đây, người ta cầm thứ nhất đỡ trơn, hai nữa mình nó không bị trơn và nó đầm tay hơn, nó vừa tay hơn. Còn cầm cái cán không như này nó nhỏ mà nó cảm giác nó không được chắc tay mình ấy. Đó, thì các bác mình về quấn dây dù cũng được, hoặc là cái dây kiểu dây cói hay dây gì đó các bác mình quấn vào. Cây này thì cũng mộc truyện chữ đầy đủ này. Cân nặng cái cây này ấy thì sẽ được là 500g. Còn về chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì được là 15. Tổng chiều dài thì sẽ được 38. Bản rộng thì sẽ được là 4,8 cm. Sống lưng ấy thì ở phần đầu ngoài này sẽ dày được là 7 ly. Ngoài 7 ly. Còn
ở phần trong chỗ tay em đang cầm thì được 5,5 ly, rất là dày. Thì cái B65 là 230k, cây này chặt cây thì rất là ok các bác nhé, cực kỳ ok luôn. Đó. Tiếp theo là B66, em lên một cây dao cá ngừ, một cây dao chặt xương cá ngừ. Cây này thì chữ khắc thủ công này, rèn thủ công, mài hai mặt, dòng này thép nguyên khối. Đó, tay cầm khâu chốt đầy đủ. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này ấy, thì em đo nó được là 20,5, bản rộng thì sẽ được 10,7. Tổng chiều dài lưỡi cán thì sẽ được khoảng 34,2. Sống lưng cái cây này ở trong phần tay cầm là được khoảng nặng 6,5 ly. Đi ra đầu ngoài này thì cũng còn được là 4,5 ly, nó mỏng dần ra ngoài. Thì cái cây này là B66 750k, mà cái cân nặng của cái cây này cũng được là 800g các bác nhé, 800g. Tiếp theo là B67, em lên một cái cây dao thái. Cây này thì cực kỳ đẹp rồi, cây này thì nó mài hai mặt, hàng chuyên thái này các bác này, rèn thủ công, dày ở trong và sẽ mỏng dần ra đầu ngoài này như vậy. Đó, lưỡi dao đã được mài bén sơ qua rồi. Nó là dòng mài hai mặt và ba lớp thép các bác nhé. Cây này là dòng ba lớp này. Ba lớp da rẻ thì cũng tương đối, da rẻ tương đối. Ở đây thì có bị nhăm nhẹ một chút như này, kiểu như ám mụn ấy, mụn thép ấy, để bãi lâu ngày này. Đó. Tuy nhiên cái lớp này nó như kiểu là một cái lớp kháng rỉ thôi. Về dùng nó chẳng ảnh hưởng, quan trọng cái lưỡi thép này thì nó rất là sáng các bác nhé. Ba lớp thép. Tay cầm thì bằng gỗ như này và ở đây người ta có cuốn cái dây mây như vậy các bác nhé. Cuốn dây mây. Tay cầm cũng còn chắc chắn và còn đẹp này. Đó. Cây này cũng còn khá là nguyên vẹn. Mà có chữ khắc thủ công đầy đủ. Thì về cái chiều dài lưỡi sử dụng, cây này thì được khoảng hơn 21cm này. Còn bản rộng là được 6,8cm, 6,7cm. Chiều dài thì được là 34,5. Đó, một cây dao thái. Cây này thì đúng là cũng ít khi gặp lắm các bác nhé, ít khi gặp. Nó những cái dòng thái mà lưỡi dài như này mà bản lớn như này nó ít khi gặp lắm này. Đó. Cân nặng cái cây này cũng nhẹ thôi, nó nặng chỉ chưa được 300g, chuyên thái này. Thì cái B67 là 380k, mài hai mặt ba lớp thép. Tiếp theo là B68. 68 thì có giá là 150k, 150k cho hai cây. Thì 150k cho hai cây, thì hai cây này nó là kiểu hai cây dao ghép cành ấy. Cây nào cũng có mộc truyện chữ các bác nhé, tất cả đều là rèn thủ công. Đó, mộc truyện chữ này, cây này cũng vậy. Đó, và hai cây thì tất cả đều là dòng mài một mặt hai lớp thép, mài một mặt hai lớp thép ghép đây các bác, cái vân thép ghép vào đây các bác nhé. Và cái cây này cũng vậy, cây này ghép mãi sát sống lưng như này. Hai cây thì tay cầm hình thức của nó đây, tất cả đều còn ok và sử dụng tốt. Các bác mình có thể dùng để làm một con dao lọc nhỏ này, dao lọc nhỏ này, hoặc là sử dụng để ghép cây ghép cành. Thì hai cây này nó đều là hàng rèn thủ công. Đó, tính ra có mấy chục ngàn một cây thôi, nhưng mà nó rất là chất thép thì cực kỳ tốt, thì các bác biết rồi, hàng rèn thủ công mà. Đó, mài hai mặt thì hai cây. Cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì em đo một cây nó khoảng 10cm các bác nhé, khoảng 10cm. Còn về phần bụng cây này được 4, còn cái cây này thì bụng được 35, bụng được 35. Tổng chiều dài đi, tổng chiều dài nó khoảng độ 21,5, khoảng 21,5. Thì hai cái cây này có giá là 150k cho hai cây, tính ra có 75k một cây thôi. Đó. B68 là 150k hai cây. Tiếp theo là 69 là 120k. Thì em lên một cái cây dao dọc da. Cây này thì nó là hai lớp thép này, nó là cây này là dòng hai lớp thép ghép. Đó, hai lớp thép ghép cực kỳ ok các bác nhé. Đó, còn sáng còn đẹp này, tay cầm còn chắc chắn không bị nứt vỡ gì. Đó. Lưỡi dao này rất là đẹp. Thì những cái cây này các bác mình làm ra có thể mua về xài. Về cái bản rộng được 7cm, còn cái chiều dài của lưỡi sử dụng 10cm này, em đo theo hình thức chiều cong như vậy, và chiều dài được 23. Chiều dài 23. Về phần sống lưng thì sẽ dày được 2 ly, sống lưng là dày 2 ly. Thì cái B69 có giá là 120. Tiếp theo là B70 có giá là 150k. Cây này thì là dòng thép giấy xanh các bác. Cây này dòng thép giấy xanh, nó mài một mặt hai lớp thép. Đó, mài một mặt hai lớp thép này. Nhưng mà đặc biệt cây này là thép giấy xanh các bác nhá, đảm bảo cho mình là thép giấy xanh. Cây này ở trên lưng
nó đang bị khuyết như thế này này, tại vì nó bị dỉ ấy. Cái chỗ này đúng không kìa, bám một cái giấy ấy. Bám vào giấy này xong nó dính nước ở đây lâu ngày nó bị dỉ đây. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến phần lưỡi mình sử dụng. Còn đây các bác mình có thể thấy nguyên lớp ram màu xanh, lớp ram màu xanh đang còn này. Đó, và phần lưỡi sử dụng thì còn rất là cao, rất là cao. Đó. Đây lưỡi sử dụng. Cây này thì nó bị ở lưng thôi, bị ở trên lưng thôi. Cây này mà không bị ở trên lưng ý, mà thép giấy xanh thì cây này nó cũng khá là cao tiền các bác, nó khá cao tiền. Đó, nhưng mà cây này thì để cho các bác mình 150k thôi, về mình sử dụng ghép cây ghép cành thì rất là ok, vì cái chất thép này nó rất là cứng các bác nhé, rất là cứng, nó giữ được cái độ bén rất là lâu. Cán củng cây này cũng còn rất là đẹp này, chắc chắn. Cây này thì các bác mình có thể làm cái bao vỏ hộp cho nó. Chiều dài lưỡi sử dụng được 13,5, bản rộng thì được 2,7, 2, đúng rồi, nó khoảng 2,7 cm. Và phần sống lưng ấy, thì cái cây này nó dày được là 3 ly, sống lưng dày 3 ly. Ở phần này nó tuy bị mục đây các bác này, nó mục nhưng mà mục nhẹ thôi, nó không phải nặng đâu. Đó, tuy nhiên nó còn rất là dày. Em thì em để nguyên chứ không có mài đi, mài nó sẽ mất cái lớp ram và nó mất xấu cái cây dao đi. Đó, nó sẽ hỏng cái cây dao, cho nên em để nguyên như vậy. Để mà sử dụng thì còn ok, nó không ảnh hưởng. Thì B70 là 150. Tiếp theo là 71. B71 thì em lên 2 cây Betty, 2 cây Betty có giá là 180k cho 2 cây. Đó, 2 cây Betty như vậy, 2 cây thì tất cả nó đều hàng của Nhật này. Một cây thì của Checkmark và một cây có mộc hiện chữ Nhật ở đây, tất cả đều mộc hiện chữ của Nhật. Đó. 2 cây thì một cây là khâu đồng, à chốt đồng và một cây là bằng chốt nhôm thép không dỉ hay gì đó. Thì có một cây 3 lớp nhé. Đây, cái cây Betty này, cây này là dòng 3 lớp này. Ốp 3 lớp thép ghép và lớp ốp ngoài là không rỉ. Với một cây ấy, dòng này nó cũng là thép không rỉ này, thép nguyên khối không rỉ. Và cái chất thép rất là cứng và giữ độ bén khá là cao. Thì hai cây này thì các bác mình mua về gọt hoa quả trái cây. Thì chiều dài được 14 cm, chiều dài lưỡi được 4 cm và bản rộng được 2,8. Tổng chiều dài có thể là được 25 này, tổng chiều dài là 25. Đó, thì cái B71 này có giá là 180k cho hai cây Betty. Còn rất là đẹp, cán củng tất cả đều bằng gỗ. Nó hàng kiểu hàng chất lượng cao, chất lượng đấy các bác nhá. Nó là chất lượng cao đấy. Đây khâu chốt đồng đầu hàng này. Đó. Có mấy chục ngàn một cây thôi. Gọt hoa quả trái cây rất đảm bảo. Thì B71 là 180. Tiếp theo B72, em lên một cái cây dao lóc, một cây dao lóc này. Cây này thì nó là 3 lớp thép rèn thủ công. 3 lớp thép rèn thủ công, chữ khắc thủ công này, tay cầm bằng gỗ, khâu thì cũng bằng nhựa, đó, còn tương đối không bị nứt vỡ. Đó, mài hai mặt, đặc biệt cây này mài hai mặt này. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì được là 12,5 như em xin lỗi. Là 12,6, bản rộng sẽ được 3,2. Bản rộng là 3,2 này. Thì hàng rèn thủ công, dày ở trong và mỏng dần ra đầu ngoài như vậy. Đó, mỏng dần ra đầu ngoài. Ở đây phần lưỡi này thì có một vài cái vết nhăm nhẹ thôi, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến cái lưỡi dao các bác nhé, không ảnh hưởng đến lưỡi dao và nó còn rất là sắc bén. Thì các bác mình có thể mua về mình sử dụng để làm dao lọc. Dao lọc ấy thì B72 là 180k. Tiếp theo là B73 thì em lên một cây dao lọc nữa. Cây này thì cũng mài hai mặt và cây này thì nó thuộc dòng hàng cao cấp này. Đó, hàng cao cấp. Cây này mộc hiện chữ hai mặt này, bên này cũng có mộc hiện chữ và bên này cũng có mộc hiện chữ. Đó, mộc hiện chữ này. Cái gỗ này rất là thơm nhé, cái mùi thơm của nó như kiểu là gỗ cẩm ấy. Còn cái chất gỗ thì nó như gỗ cẩm thôi, chứ còn cái này khả năng không phải là gỗ cẩm. Nhưng mà nó có một cái màu đen mùn như thế này. Khờ chốt đồng các bác, chốt đồng. Đó. Cái lưỡi dao thì chất thép thì còn sáng, còn bóng, còn đẹp này. Nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Con này chuyên lóc này, chuyên lóc và đặc biệt rất là cứng. Con này nó rất là cứng vì cái chất thép dày ấy. Đây cái đầu ngoài của nó em đo thì nó sẽ dày là hơn 2 ly rồi. Nó dày hơn 2 ly. Còn ở phần trong này ấy, nó được hơn 3 ly một chút. Phần trong hơn 3 ly một chút. Tức là nó rất là cứng. Đó, các bác mình làm thịt heo, thịt bò B ấy, có thể dùng để thái lọc. Đó. Chủ yếu là lọc. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng là được 13,5, bản rộng phần tay cầm được 3,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cái cây này sẽ được là 25,3. Thì B73 có giá là 200k.
B73. Tiếp theo là B74. Em lên một cái cây dao. Cây dao, cây này nó dòng dao lọc này. Cái nó có mũi nhọn như vậy. Đó, nó bát bát như lưỡi nó hơi bầu bầu. Thì có chữ khắc thủ công này. Đó, hình thức của nó đây. Bên này thì cái sống bên này cái lớp thép ghép này, lớp thép ghép của họ họ ghép mãi lên đây các bác nhé. Tức là chạy dọc theo như thế này. Đó, họ chạy dọc theo như thế này. Thì nguyên cái lớp thép ghép như này, cây này mà dùng thì bao giờ mà cây dao nó phải mòn hết lên đây cơ thì mới không sử dụng được nữa. Đó, tức là thời gian sử dụng cây này còn rất là nhiều để mà sử dụng còn rất là nhiều. Mà cái thép này nó là cũng kháng rỉ các bác nhé. Kháng rỉ này. Cũng là hàng rèn thủ công. Đó. Tay cầm khâu chốt đây, tay cầm thì bằng gỗ khâu bằng nhựa. Ở phần tay cầm thì ở đây nó hơi bị đen nhẹ một chút và hở nhẹ một chút ở đây thôi. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì. Chủ yếu cái lưỡi dao còn rất là đẹp. Về cái chiều dài lưỡi được 16, còn bản rộng thì được 3,5. Sống dao ở phần ngoài thì em đo nó dày được 2,5 ly. Ở phần trong này thì sẽ được 4 ly. Phần trong dày 4 ly này. Đó. Rèn thủ công và có chữ khắc thủ công này. Rất là đẹp. Cây này một mặt, chứ nếu cây này mà là dòng hai mặt thì giá trị nó rất là cao các bác nhé. Thì cái B74 là 250k. Cây này mà bác nào chuyên làm cá ấy, hoặc là lạng phi lê cả các thứ ấy, lạng phi lê mình cầm dùng lạng như thế này rất là ok. Có thể dùng để thái rau thái thịt vẫn ok các bác nhé. Nó không ảnh hưởng gì. Nó vì lưỡi dao nó không phải quá dày. Đó. Thì B74 là 250. Tiếp theo là 75. Thì em lên một cái lưỡi dao Tanto. Một lưỡi dao Tanto. Lưỡi này thì có giá là 280k. Đó, rất là đẹp này. Sống lưng tam giác. Và cây này thì đánh ra trước nó còn lớp Hamon cơ. Đó, đánh có lớp Hamon cơ. Đây các bác nhé. Đó, ở phần giữa này rất là dày. Phần giữa này nó dày và nó bát mỏng dần lên đây. Còn phần hạ lưỡi này lên mãi như thế này. Đó, lưỡi Tanto. Cái cán này là cán người ta chế vào để người ta làm một cái cây dao thôi. Cây dao. Cây này thì bác nào mà ví dụ làm thà chuyên lóc thịt đấy, lọc thịt đấy, có thể mua về mình sử dụng, mình làm lại cán. Làm lại cán cái cây này thì mình mài bén cái lưỡi sử dụng để lọc thịt thì cực kỳ ok luôn. Cây này nó dòng Tanto mà, thép kiểu như Hamaze gì đấy. Đó. Cái lõi của nó rất là cứng và chất thép thì phải khỏi nói rồi nhá các bác. Thì cái chiều dài thì được 16,5, còn bản rộng thì được là khoảng 2,1 cm. Sống lưng ấy thì em đo là đây nó dày được là gần 4 ly này. Ở tức là cái độ chỗ này là dày gần 4 ly. Còn ở trên này nó mỏng hơn một chút. Ở trên này thì cũng được 3 ly này, 3 ly. Đó, rất là đẹp. Cây này về các bác mình mài sơ qua là nó bén. Đó, còn bác nào mà làm được tay cầm này cũng như vỏ hộp ấy, thì sẽ thành một cây Tanto rất là chất. Thì cái cây B75 có giá là 280 này. Tiếp theo B76. B76 này có giá là 150k. Thì em lên một cái lưỡi dao. Cái lưỡi này thì đặc biệt là chữ khắc thủ công đấy các bác này. Chữ khắc thủ công. Và đặc biệt cây này thì ở phần đuôi nó có cái mộc truyện chữ như vậy. Nó kiểu như là thép xanh số 2 hay gì, thép giấy xanh số 2. Đây cái phần lõi nó đây. Cây này thì trước kia nó là một cái cây sashimi. Cái đuôi của nó dài đến đây cơ. Nó rất là dài. Và cái lưỡi này ấy, nó dài cũng phải rất là dài ấy. Nhưng mà tiếc là cái cây này này nó bị gãy ở phần đầu này. Nó nứt thép ấy. Nó bị gãy nên em phải cắt đi. Còn cái cây này thì ví dụ như là nó còn nguyên bản lưỡi của nó ấy, thì cái cây này mà làm cán vào thì bán nó rất là đắt tiền. Rất là nhiều tiền. Có thể đến 700-800 cũng có. Có thể là đến 700-800. Nhưng mà cái này thì thôi thì đây em cắt đi và em lên cái lưỡi như thế này. Thì các bác mình về vào cán ấy, mình có thể sử dụng để làm dao ghép cành. Dao ghép cành. Vì cái chất này nó thép giấy xanh và đặc biệt nó có mộc truyện đây này. Hoặc là bác nào mà về chế cháo ấy, làm một cái cây dao kiểu thì rất là ok các bác nhé. Làm cây dao kiểu. Đó. Mộc truyện chữ này. Rất là tiếc. Vì khi mà về trà hàng ra ấy, nó bị gãy nứt như thế cho nên em rất là tiếc chứ không phải là không tiếc, cực kỳ tiếc luôn. Đó. Lúc mua vào thì cao, tại vì lúc mua vào thì nó bám rỉ ba dớ đây này, mình đâu như không nhìn thấy được cái vết nứt đi. Đến khi lấy về, mua về xong bắt đầu bị nứt, thì thành ra cây này ấy, là bán cắt đi như này bán là bị lộ này. Đó, mua vào rất là cao rồi, một cái lưỡi rất là cao vì
những cái cây mà có mộc truyện chữ như này giá trị nó không thấp. Đó. Thì về cái chiều dài lưỡi sử dụng còn được khoảng độ là hơn 12 cm một chút này, hơn 12 cm một chút. Bản rộng thì được 2,5, bản rộng 2,5. Sống lưng ấy thì ở phần tay cầm được 4 ly. 4 ly. Còn đi ra đầu ngoài này nó được là hơn 3 ly, hơn 3 ly. B76 là 150k. Nó là thép thường thì nó không, thép thường thì khả năng em bỏ đi rồi đó, nhưng mà cái này nó là thép giấy xanh. Thép giấy xanh các bác nhé. Đó, xanh xanh số 2. Số 2, số 1 gì đó. Đây, ở đây có một gạch bên dưới chữ xanh này. Đó. À đâu, hai gạch. Đúng rồi, thép giấy xanh số 2. Cái này xanh số 2 thôi. Đó. Chữ khắc thủ công các thứ đầy đủ hết này, tiếc ghê. Này B67 chấm rưỡi. Tiếp theo là B76 chứ, em xin lỗi, B76. Tiếp theo B77. 77 thì có giá là 150k. Em lên một cái cây Santoku. Cây này thì nó là dòng thép không gỉ, thép không gỉ. Lõi cây này dòng 3 lớp các bác nhé. Cây này là hàng 3 lớp này. Nó hàng 3 lớp thép. Lưỡi đã được mài bén rồi. Chữ rất là nhiều, dày đặc chữ luôn. Đó, dày đặc chữ luôn. Cây này thì cái phần tay cầm ấy thì nó bị nứt, em có vào keo rồi, khâu bằng chốt bằng đồng này, vào keo rồi. Để mà các bác mình để mà sử dụng ấy, thái sử dụng trong gia đình thì rất là ok. Cái này ngang cái giá em bán lưỡi thôi. Đó, ngang với bán giá bán lưỡi thôi. Chứ còn cái tay cầm này thì coi như là em thấy tra keo vào vẫn sử dụng tốt ấy, mình xài thái mà cái chất gỗ này cũng còn tốt thì em thấy vẫn sử dụng được thì em vẫn để. Còn bác nào khéo tay có thể mua về mình thích thì mình lên cán khác cũng được. Chứ còn để như này thái thì vẫn còn ok. Dòng này ốp này nó là ốp không gỉ nhá, nên ở trong này nó không mục được, các bác mình yên tâm. Cây dao này người ta xài cũng khá là lâu rồi này các bác này. Khá là lâu. Nó nhưng mà cái cán thôi, nó chỉ bị hư hại cái cán, nhưng mà phần lưỡi thì cũng còn giữ nguyên, vẫn còn đẹp nguyên này. Đó, còn đẹp nguyên. Thì về cái chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì được 16,5, bản rộng thì được khoảng 4 cm. Bản rộng 4 cm. Sống lưng cái cây này thì em đo nó được khoảng 1,4 ly. Thì cái B77 có giá là 150k. Tiếp theo là B78 thì em lên một cái cây dao, cây này 150k. Cây này thì có mộc truyện chữ này, rất là nhiều. Tay cầm thì bằng gỗ, chốt hai chốt đồng và tay cầm của nó đây. Nó còn khá là đẹp nha các bác nhé. Khá là đẹp. Lưỡi dao thì khỏi nói rồi, còn cực kỳ ok. Đó, cây này thì cũng hàng 3 lớp này, nó dòng 3 lớp các bác, dòng 3 lớp. Ốp ngoại không rỉ. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng được 16, còn bản rộng là 4 cm, bản rộng 4 cm. Tổng chiều dài thì được 28. Sống lưng cây dao này sẽ được là 1,2 đến 1,4 ly, 1,2 đến 1,4 ly. Thì cái B78 là 150k. Tiếp theo là B79. Có giá là 250k. Em lên một cây Kiza. Cây này thì nó dòng thép Thụy Điển các bác nhé. Nó thép Thụy Điển này, Kiza, một cái hãng dao cực kỳ nổi tiếng. Cây này tay cầm này, tay cầm của nó này còn đẹp nguyên luôn. Đó, cây này thì còn khá là nguyên vẹn. Ở dưới này có chữ Whitden như đây, Whitden. Đó. Cán này rất là chắc chắn. Cái cây này thì nó thuộc dòng thép không gỉ mà thép của Thụy Điển nữa. Cây này các bác mình về mà sử dụng thì cực kỳ ok luôn. Cái độ bén của nó rất là cao. Thì cái chiều dài của lưỡi sử dụng thì được khoảng 17, bản rộng thì được 4,3. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này thì được là 28,5. 28,5. Thì B79 một cây Kiza có giá là 250k. Trước kia những cái cây này ấy, thì nếu có thấp thì nó phải tầm 300, còn không thì 350, có khi có thời điểm mà ít hàng nó lên tới gần 400.000 một cây Kiza như thế này. Mà cây này thì còn rất là mới nhé các bác nhé. Còn rất là mới. Tình trạng là khá ok. Nó cũng phải được khoảng độ 90%. Đó. Thì cây B79 này có giá 250. Tiếp theo là B80. 80 thì có giá là 270k. Thì em lên một cái cây dao lọc. Dao lọc rèn thủ công. Hàng như kiểu dòng đề ba ấy. Nó là mài một mặt hai lớp thép này. Chữ khắc thủ công ở đây. Đó. Cây này thì cái phần cán, thì cái cây này phần cán này, kiểu cái phần khâu này nó tụt ra ngoài. Xong nó bị móp quá rồi, không thể đẩy ra được nữa. Không thể đẩy ra được nữa. Nên là ở đây em có tra keo vào cái chỗ này rồi.
Đó, các bác lưu ý là em có tra keo vào đây rồi các bác nhé. Đó. Và tay cầm thì bằng gỗ còn rất là chắc chắn. Tuy nhiên cái phần khâu này nó bị phần khâu hơi dở một chút. Nhưng mà cái cây này thì được cái là cái phần đặc biệt là cái lưỡi dài. Nó được là cái lưỡi dài và rèn thủ công và chất thép thì cực kỳ sắc bén luôn. Cây này cực kỳ sắc bén. Và cái dòng lưỡi như thế này nó cũng ít gặp này. Thì chiều dài lưỡi cây này được 19. Còn bản rộng thì sẽ được 3,8. Đó, 3,8. Đây, chiều dài lưỡi là 19 này các bác này. Cái lưỡi 19 này. Đó. Và phần sống lưng ấy, thì ở phần tay cầm thì nó dày được 5 ly. Đi ra ngoài sẽ mỏng được khoảng 3 ly. 3 ly. Thì cái B80 có giá là 270k. Cái này nếu mà cái tay, cái cán ấy, mà cái cán đẹp thì cái này, cái cây này rất là giá trị. Có thể nó đạt tới khoảng 500 nghìn cơ. Đấy. Một cây dao lọc rất là đẹp các bác nhé. Cầm khá đầm tay. Nó nặng hơn 200g. Như vậy thôi mà hơn 200g. Rất là nặng. Ý là đầm tay ấy, một cây dao nó nhỏ như này đã hơn 200g. Rèn thủ công. Thì B80 là 270. Tiếp theo là B81 thì em lên một cây dao lọc nữa. Cây này thì 250k. Cây này thì nguyên cái lưỡi nó cũng là mài một mặt và hai lớp thép. Hai lớp thép cũng là hàng rèn thủ công. Cây này thì da rẻ còn láng mịn còn đẹp này. Và cũng mộc truyện chữ đầy đủ ở đây. Đó, cây này thì đã được mài bén và vệ sinh sạch sẽ. Cây này thì dòng khâu đồng và tay cầm thì bằng gỗ. Ở đây hơi nứt nhẹ một chút thôi. Đó, hơi nứt nhẹ một chút như vậy. Còn cái khâu đồng ấy còn tương đối đẹp này. Tương đối đẹp. Về phần lưỡi của nó đây các bác. Đó. Cây này thì cũng lưỡi dài. Cây này dùng thái lọc. Đây là cái phần kiểu em mài đá ấy, nên nó bóng thép chứ không phải vết gì các bác nhé. Đó, nó bóng thép lên ấy, chứ nó không phải vết gì đâu. Tức là em mài đá bây giờ nó rất là bén. Mài cái đá mịn ấy, nên là cái thép nó bóng. Chứ không phải là cái vết nhăm mẻ hay là ấy các bác. Đây cái mặt trước của nó này. Đó, lớp thép ghép nó đây. Thì cái chiều dài chiều dài lưỡi sử dụng cũng 19. Bản rộng thì được 4cm. Bản rộng 4cm. Độ dày ở trong phần tay cầm thì được gần 4 ly và mỏng dần ra ngoài nó còn được 2 ly. Thì cái B81 có giá là 250k, một cây dao lọc rèn thủ công. Lọc rèn thủ công. Tiếp theo là một cây Gyoto. B82, một cây Gyoto có giá là 300k. Cây này thì lưỡi dài, mộc truyện chữ đầy đủ ở đây. Đó, tay cầm thì cũng còn tương đối đẹp. Ba chốt ốp gỗ 2B và khâu là khâu đúc liền các bác nhé, khâu đúc liền. Chiều dài lưỡi của cây Gyoto này nó dài được là 28,5 và bản rộng ở phần tay cầm sẽ là 4,5. Và cái sống lưng của cây này được gần 2 ly và nó mỏng dần ra ngoài. Một cây Gyoto rất là đẹp. Thì cái B82 có giá là 300k. Tiếp theo là B83. Có giá là 200k thì em lên một cây sashimi. Cây này thì chữ khắc thủ công, tay cầm bằng gỗ, khâu thì bằng nhựa và mài một mặt hai lớp thép này, hai lớp thép ghép. Da rẻ thì láng mịn. Cây này cũng đã được mài bén, em đã mài đá một đá qua đá mịn rồi. Đó, độ bén cũng rất là cao. Các bác mình mua về mình xài thôi. Còn đây là lớp thép ghép này, cái vân thép nó đây. Đó, vân thép hình lượn sóng rất là đẹp. Lưỡi dài rèn thủ công. Thì cái chiều dài lưỡi được gần 23cm, gần 23cm. Còn bản rộng được 2,8. Đó, chiều dài lưỡi của nó đây các bác nhé, gần 23 này. Tổng chiều dài lưỡi cán thì được là 37. Đó, rất là đẹp, chữ khắc thủ công, tinh xảo. Một cây sashimi. Thì cái sống lưng của cái cây này trong phần tay cầm thì sẽ được là 3 ly và nó mỏng dần ra đầu ngoài này thì còn được khoảng 1,7 ly. Thì cái B83 có giá là 200k. Sao ra ngoài sao 1,7 ly được. 1,8 gần 2 ly, gần 2 ly. Thì B83 là 200. Tiếp theo là B84. Đây, B84 170. Em lên một cây sashimi, cây này thì mài một mặt dòng hai lớp thép này. Đó, một mặt hai lớp thép ghép. Đây các bác. Đó, mài một mặt hai lớp thép ghép này. Đấy, lớp thép thì người ta ghép lên tận đây các bác nhé. Nó chạy mỏng từ đây lên đây. Tức là lớp thép ghép rất là dày. Và chữ khắc thủ công này.
Ở bên này đang còn tem mác, cán cũng có chữ, cây này khá chất lượng. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này được 22, bản rộng thì được 2,8. Sống lưng nó dày là 3,5 ly và đi ra đầu ngoài này thì còn gần 2 ly, gần 2 ly. Thì B84 là 170, cây này cũng còn độ đẹp thì nó còn được khoảng độ đến 85%, phải 85%. B84 là 170. Tiếp theo là B85 thì em lên một cây Usuba. Cây này thì có giá là 200k. Cây này thì nó có cái kiểu như vân Damascus các bác nhé. Tức là cái vân nó tách vân nhỏ nhỏ ấy, như cái vân Damascus ấy. Đó, các bác mình mà về có cái đá mịn ấy, đá kinh mịn ấy, thì các bác mình có thể mà mình mài nó sẽ lên vân. Đây những cái đường vân nhỏ của nó đây các bác mình có thể thấy này. Đó. Đây em soi nghiêng làm sao để, tại vì cái vân này nó rất là nhỏ. Đây các bác, đó, đó. Đây nó có những cái đường vân nhỏ nó tị như thế này. Nó chạy cái kiểu lượn sóng ấy. Cái này là em đánh bằng cái nỉ bóng ấy, cho nên là nó bị, nó đang có những cái vết gọn gọn nhỏ tí như này này, nên là mình nhìn cái vân nó hơi khó. Nếu khi nhìn mắt thường thì khi các bác cầm cái dao đi, hoặc là các bác mài bóng lên ấy, thì các bác mình sẽ thấy được những cái đầy, những cái đường vân nhỏ của nó rất rất nhiều lớp các bác. Đây. Nó rất là nhiều lớp các bác nhé. Đó. Có chữ khắc thủ công này, chữ khắc thủ công đầy đủ, tuy nhiên nó hơi mờ nhẹ một chút. Dao thì cũng mài một mặt hai lớp thép và tay cầm thì cũng có chữ như thế này. Nó gần như kiểu cái dòng thép giấy xanh ấy. Đây các bác nhé, có chữ như kiểu thép giấy xanh này. Đó. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng thì được 17, gần 17 thôi. Bản rộng thì được 3,8. 3,8 cm. Sống lưng cây này sẽ dày được là 3,5 và mỏng dần ra ngoài. Cây này thì cái nhược điểm của nó là cái khâu. Cái khâu này thì nó bị một vài vết như này. Nhưng cái khâu này không bị như thế này thì cái giá bán của nó cũng khá là cao. Đấy, cái giá khá cao như hôm nay xả cho các bác mình 200k là B85. Tiếp theo là 86 thì em lên một cây Santoku 3 lớp thép. Cây này có giá là 180k. Cây này thì nó là ốp không rỉ và lõi không lõi này, lõi carbon các bác nhé, lõi carbon. Đó, lõi carbon, chữ khắc thủ công này, một kiện chữ đầy đủ. Tay cầm bằng gỗ và có hai chốt. Đó, khá là đẹp. Đây các bác. Rất là đẹp. Cây này thì 180k. Chiều dài lưỡi sử dụng được 17, bản rộng thì được 4,3. 4,3. Sống lưng cái cây này sẽ được là 1,5 ly. Nó là ốp không rỉ các bác nhé. Còn lõi carbon. Lõi carbon thì xài một thời gian thì cái lõi này nó cũng bị đen các bác. Nó cũng bị, nhưng mà kiểu như là nó bám đen thôi chứ nó không phải là bị rỉ như kiểu là cái sắt mà các bác mình, cây dao mà các bác mình dùng xong ấy, nó dính nước mà kiểu nó rỉ vàng đâu. Mà là nó có một cái lớp màu đen ấy. Nó sẽ lên một cái lớp kiểu như có một cái lớp màu đen ở đây thôi. Còn bác nào mà dùng thường xuyên á, mình mài thì nó vẫn sáng như này nhé. Nhưng mà nếu các bác mình dùng ít dùng ấy, thỉnh thoảng mới dùng ấy, lâu lâu mới dùng thì để lâu thì nó cũng bị lên cái lớp màu đen ở cái lớp lõi này này. Đó. Ví dụ các bác mình cắt rau cắt thịt nó có nhựa ấy, nó bám vào thì cái ốp ngoài không rỉ ấy, thì nó không làm sao, nhưng ở trong nó vẫn sẽ bị bám nhựa, bám đồ các thứ thì nó vẫn sẽ bị đen chứ nó không sáng. Nhưng mà cái đen đấy thì nó không ảnh hưởng khi các bác mình thái rau thái thịt thì nó không ảnh hưởng gì. Nếu mà các bác mình mài sơ qua thì cái màu đấy nó sẽ mất ngay nhé, nó không bị như kiểu cái màu rỉ đâu. Đó, cho nên cái lõi carbon là nó hay như vậy và cái độ sắc bén của nó rất là ok. Thì cái B86 là 180. Tiếp theo là B87 thì em lên một cây Santoku. Cây này thì cũng dòng chất lượng cao này các bác. Đó, một chuyện chữ rất là sâu ngay từ cái khâu này. Cái khâu họ làm khá cầu kỳ, cán thì bằng gỗ này, cán gỗ và còn khá là chất lượng nha các bác nhé. Nó không có bị ảnh hưởng gì nhiều đâu các bác, rất là đẹp. Cây này còn rất là đẹp này. Đó. Và cái bản lưỡi nó đây, nó dòng 3 phải không hả? Cây này là thép nguyên khối không gì chứ không phải 3 lớp các bác. Không phải 3 lớp nhưng mà nó là dòng dao cao cấp các bác. Chiều dài thì được 14,2, bản rộng thì được là 4 cm. Nó dòng cao cấp. Sống lưng thì dày gần 2 ly. Thì cái B87 này có giá là 220, B87.
Tiếp theo là cái 88 thì hôm qua chưa quay, em chụp em bán cho bác kia nên nay không có mã 88. Thôi bác 88 thì em lên luôn cây rau gấp này đi. Gọi là mã 88, cây này 100k luôn nha các bác. Cây này 100k này, cây rau gấp 100k. Đó, mộc triện chữ đầy đủ này. Mộc triện chữ đầy đủ. Lưỡi dao cũng đã được mài bén rồi. Rau gấp các bác mình mua về mình ghép cây ghép cành. Ôm cổ hai bên này, chốt chiếc đầy đủ này. Đó. Thì cây này cái chiều dài lưỡi, đây chiều dài lưỡi là được 7 cm, tổng chiều dài thì được 20. Bản rộng cây này cũng được khoảng 1,6 cm này. Sống lưng khá là dày, sống lưng thì sẽ dày được 2,8 gần 3 ly ấy. Và lưỡi dao họ hạ rất là cao nhé, họ hạ lên mãi đây cơ, cho nên lưỡi dao rất là bén. Các bác mình sử dụng để ghép cây ghép cành này, đó, nó dòng rau gấp này, đây ok nhé, sử dụng xong các bác gấp rất an toàn. Thì cái này là 100k luôn. Tiếp theo là em lên cây B89 này, có giá là 250k. Một cây dao các bác mình đi lặn biển hoặc là đi phượt đi rừng này. Ở đây thì có một cái số răng cưa dùng để cắt dây, dùng để cắt dây ấy. Ví dụ như những cái dây em không rõ dây gì, nhưng mà đây họ thiết kế những cái răng cưa này dùng để cắt. Đó, và cái lưỡi dao thì cũng khá là sắc bén. Sống lưng khá là dày, vừa thái chặt được. Đó, còn tay cầm thì cũng không bị nứt nát gì, nó bằng nhựa nhưng mà khá là cứng, khá là cứng. Thế chiều dài lưỡi cây này thì được khoảng độ là 14,5, bản rộng thì sẽ được 3,5. Sống lưng cái cây này dày là 4,5 ly. Thì cái B89 này là 250k. Tiếp theo B90 có giá là 200k cho hai cây dao. B90 thì cái cây này nó một cây là hàng rèn thủ công này, một cây hàng rèn thủ công mài hai mặt. Nó hình thức là như thế này, lưỡi dao đã sắc bén, tay cầm bằng gỗ, khâu bằng nhựa và chắc chắn này. Còn một cây thì của hãng Kai. Đó, của hãng Kai đây các bác này. Một cây của hãng Kai. Đó, made in Japan. Đó, cây của hãng Kai, cây này còn khá đẹp đây các bác nhé. Tay cầm chốt trước là tương đối mới. Đó, tương đối mới. Về cái chiều dài của cái cây này thì được khoảng 16,8, bản rộng thì được 4,5. Cây dao tiếp theo thì nó được là 15,3 và bản rộng thì được 4,3. Còn sống lưng thì cả hai cây, mỗi cây thì nó khoảng độ là tầm 1,7-1,8 ly ấy. Đây như cây này khoảng độ 1,8-1,7 ly. Thì còn cái cây này cũng vậy này, cây này nó cũng khoảng 1,5 ly. Đó, thì hai cây này có giá là 200k B90. Tiếp theo là B91 thì em lên một cây sa, một cây nó dạng sashimi. Cây này thì chuyên dùng để lạng sashimi, thái lóc làm bạch tuộc, mực đồ các thứ này các bác. Đó, lưỡi, đặc biệt cây này lưỡi rất là dài. Cây này thì nó là khâu sừng này, đây này dòng khâu sừng. Cây này thì nó về hàng nó dỉ, em nó vệ sinh thì nó mất chữ, có chữ khắc thủ công mất rồi. Đó. Cái chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này là được 33, bản rộng sẽ được 2 cm, bản rộng 2 cm. Sống lưng ấy, thì trong phần tay cầm nó dày được là 3 ly và nó mỏng ra đầu ngoài này còn được khoảng 1,7 ly. Thì cái B91 là 250k, lưỡi rất là dài. Tiếp theo là 92, có giá là 280k, nhưng lên một cái cây dao thái dài như vậy. Cây này thì chủ yếu các bác mình có mua về thì trưng, mình trưng hoặc là mua sưu tầm chơi. Cái cây này thì họ cũng rèn thủ công này. Đây các bác mình có thể thấy từ trong cái phần khâu này, họ làm trong cái phần khâu liền là mỏng dần ra ngoài cơ. Đó, tức là họ rèn rất là khéo, rèn làm sao ra một cây dao nó dài như vậy. Họ rèn rất là khéo và chữ khắc thủ công. Lưỡi thì cũng em có mài bén sơ thôi, nó chưa bén hẳn. Nó cũng gọi là nó đang bị nhấp nhô một tí. Thì cái cây này lưỡi dài là 45,5. Về cái bản rộng thì được 4 cm. Thì các bác mình có thể mua về mình. Đây cái lưỡi dao của nó này các bác này. Đó, hình thức của nó tương đối nó thẳng vậy thôi. Còn lưỡi dao thì nó chưa đồng hoàn hảo đâu. Đấy, thì sản phẩm có sao thì em nói vậy các bác nhé. Chốt bằng đồng, tay cầm thì bằng gỗ như vậy. Đấy, lưỡi dao thì chưa được hoàn hảo hẳn. Thì các bác mình về khéo tay mình có thể mài sơ lại là một, để mình cảm thấy phù hợp cái gì thì các bác có thể cảm thấy phù hợp thì các bác mua về các bác xài. Còn bác nào mua về sưu tầm chơi cũng được, mình mua treo trưng chơi. Đó, còn những cái cây dao dài thì bình thường nếu mà nó đẹp thì giá trị nó cũng đã khác các bạn nhé.
Đó, thì cái B92 có giá là 280, chữ khắc thủ công đầy đủ các bác nhé. Dạ vâng, cái mã B92 cũng là cái mã cuối cùng của cái video ngày hôm nay. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả cô dì chú ba anh chị đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi video. Số điện thoại cũng như là Zalo em có để trên phần mô tả. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại cô dì chú bác trong các video lần sau ạ.